Đây là cái phần sơ lược để cho các bạn nhìn thấy thôi nhé. Muốn phóng to là dễ lắm, không có gì. Thì đây là cái trên màn hình là các bạn là sơ lược cái chương trình mà tôi định dự kiến ở lớp ta đấy. Dự kiến lớp ta, cái lớp này là lớp mà là cái lớp học học cấp tốc nhé. Một ít cơ bản và một ít nâng cao. Thấy tôi muốn là như vậy. Hay đặc biệt một chút đấy. Thì cái phần cơ bản của nó dự kiến là có 4 buổi. Thì đây là những phần chính này, các cái phần làm quen với mô hình lập trình Scratch này, làm quen với nhân vật này, sân khấu này, các thuộc tính của những của nhân vật này, rồi các cái lệnh liên quan đến di chuyển nhân vật trên sân khấu, rồi khái niệm biến và kiểu dữ liệu ở trong Scratch, các phép toán trên số và trên biến. Tiếp theo là chúng ta sẽ sang học sang cái phần gọi là rất quan trọng là cảm biến. Rồi tiếp theo là thiết lập thủ tục hay là các cái hàm. Và cuối cùng là thiết kế các chương trình tương tác đơn giản. Thế đây là cái phần gọi là phần cơ bản. Phần cơ bản này về mặt lý thuyết mà nói là nó đã vượt quá toàn bộ các chương trình tin học hiện có ở lớp lớp 3, 4, 5. Đã vượt quá rồi, vượt lên trên. Hiện nay chúng ta theo tôi biết là chúng ta cái trình tin học mới là đã dạy tin học lập trình từ lớp 4, lớp 5 và lập trình Scratch. Và học tiếp theo là lớp 8, lớp 9 cũng học lập trình Scratch. Thì cái phần cơ bản này này là cái phần này là cái phần mà nói chung đã xong toàn bộ cái chương trình lớp 4, lớp 5, lớp 8, lớp 9 rồi. Sang đến cái phần mà tôi chỉ nói cho vòng có 4 buổi thôi, cho nên rất là nhanh. Thì các bạn chú ý theo dõi nhé. Chúng ta sẽ là tranh thủ học lý thuyết và làm bài tập ở nhà. Thì tôi sẽ cho các bạn rất nhiều bài tập để các bạn làm. Tiếp theo là cái phần nâng cao thì có 4 buổi. Thì nôm na là cái phần đây là cái phần mà tiếp tục nâng cao cái phần liên quan đến cảm biến, rồi là làm việc với dãy, với list đấy, với mảng số đấy. Cái phần này phần rất là hay, phần rất là quan trọng của Scratch, rồi là được cách chúng ta liên kết các dãy lại với nhau. Rồi tiếp theo nữa một cái khái niệm rất quan trọng là khái niệm là clone, là các cái bản sao của nhân vật. Đây là một tính năng rất là mạnh của Scratch. Thì chính tính năng này nó giúp chúng ta có thể làm ra những cái phần mềm tương tác rất là hay. Rồi chúng ta học thêm một tính năng nữa là cái khái niệm là đệ quy, thủ tục đệ quy ở trong Scratch. Đây là cái phần là gọi là phần nâng cao. Tiếp theo nữa là có 4 buổi nữa, sau cùng là cái phần mà tôi muốn nói về các cái dạng giải toán và thiết kế sản phẩm số. Thì đây là cái phần là gọi là hoàn toàn nâng cao. Hoàn toàn nâng cao. Thì đây là cái phần các bạn chú ý, cái phần này là phần mà nó tương đối khó. Thì cái phần này chúng có 4 buổi thì rất là khó để mà nói, nhưng mà tôi sẽ cố gắng trình bày rất nhanh và chúng ta sẽ vẫn là làm bài tập là chính. Thì phần đầu tiên là tôi nói về cái mô hình giải toán là gì, cách thiết lập một cái mã giả hay là cái pseudo code thuật toán cho một cái chương trình, tổng hợp các lệnh cơ bản của Scratch ở đây. Rồi tiếp theo là một số bài toán mô tả một số bài toán vẽ hình, toán tô màu. Rồi là một số cái dạng bài tập mà dạng giải toán khác. Các bạn chú ý nhé. Và cuối cùng là thiết kế một số chương trình phần mềm đơn giản. Đó là toàn bộ trình của chúng ta. Bây giờ chúng ta vào ngay cái phần đầu tiên nhé. Là hôm nay chúng ta làm học cái bài là tổng quan làm quen với Scratch và lập trình Scratch là gì. Rồi chúng ta phân loại các lệnh của Scratch và chúng ta làm quen ngay với khái niệm là biến ở trong Scratch. Ở đây tôi rồi thì bây giờ chúng ta sẽ làm quen với cái đây là cái màn hình lập trình Scratch đây nhé, cái bản hiện tại. Thầy ơi, thầy ghi video lại buổi học kìa. Mình đang ghi rồi nhé. Chúng ta chú ý nhé. Thì đây chính là cái giao diện chính của cái môi trường lập trình Scratch nhé. Thì chúng ta chú ý này, cái phần ở bên trái bên phải này là cái phần chính, là cái sân khấu, là cái màn hình sân khấu mà chúng ta muốn thể hiện tất cả cái giao diện của nó là trên màn hình này. Con mèo đây là gì? Là mình các cái nhân vật ở trên cái sân khấu đó.
khung này chính là cái sân khấu đây, à, sân khấu đây nhé, đó. Còn bên này là các câu lệnh lập trình ở đây, chúng ta quan sát đây, lập trình đó, đây là lệnh lập trình nhé. Thì đúng ra trong các ngôn ngữ lập trình khác ấy, thì chúng ta phải nhớ lệnh và chúng ta gõ lệnh ra trên trên giấy hoặc trên màn hình. Lập trình C, lập trình Pascal, lập trình Python chúng ta phải gõ lệnh ra. Còn với Scratch chúng ta không cần gõ lệnh và chúng ta chỉ việc là gì? Chúng ta chỉ việc là kéo thả lệnh từ bên cửa sổ chính sang cửa sổ ở giữa. Đó. Thì đây chính là thao tác mà thao tác với lệnh này. Với lệnh này, đấy chúng ta chú ý nhé. Lệnh đây. Đó. Mỗi cái dòng là một lệnh. Chúng ta thấy không nào? Đấy, lệnh đấy nhé. Thì ở trong Scratch tổng cộng nó có tất cả tổng cộng toàn bộ nó có khoảng gần 200 cái lệnh, không có đối đến hơi đến khoảng 150 cái lệnh thôi, không nhiều đâu. Và được chia làm các nhóm này. 1 2 3 4 5 6 7 8 được chia làm 9 cái nhóm tất cả. Nó mà là 8 nhóm là chính. Được chưa? Cái nhóm đầu tiên là nhóm là motion, là các cái lệnh liên quan đến chuyển động của nhân vật. Nhóm thứ hai là liên quan đến các cái thể hiện của nhân vật. Nhóm thứ ba là liên quan đến âm thanh của nhân vật và sân khấu. Nhóm thứ tư là các cái sự kiện rất quan trọng. Nhóm thứ năm là các lệnh điều khiển chính, lập trình điều khiển chính. Nhóm thứ sáu là sensing, là các lệnh cảm biến rất quan trọng. Lệnh này rất quan trọng luôn. Đặc thù của Scratch đấy, nó khác với các ngôn ngữ lập trình khác. Tiếp theo là nhóm lệnh tiếp theo là các phép toán, số học và logic. Có cả các cái hàm nữa, các phép toán với số với sâu và các cái hàm với số với sâu. Tiếp theo là một cái nhóm nữa là cái nhóm dùng để khai báo và làm việc với các cái biến. Thì biến có hai loại, một là biến nhớ bình thường và hai là biến liên quan là một cái dãy, một cái list. Và cuối cùng là cái nhóm mà làm việc với các cái thủ tục, tạo ra các cái hàm thủ tục. Thì đó là, đây là toàn bộ tất cả những cái giao diện của chúng ta nhé. Thì các bạn chú ý như vậy thì chúng ta sẽ làm việc với gì? Chúng ta sẽ làm việc chính với các sân khấu ở đây và các nhân vật. Thì mỗi nhân vật có một cái gì, là có một cửa sổ riêng, lập trình riêng cho nhân vật đó. Chúng ta nháy vào cái nhân vật đó thì nó hiện ra ở đây. Ở giữa đây chính là cái sân khấu, chính là cái nơi mà chúng ta lập trình cho nhân vật đó. Đấy, các bạn chú ý nhé. Bây giờ tôi nhắc lại một lần nữa này, chúng ta có thể ghi chép này. Như vậy là khi chúng ta làm quen sân khấu, chúng ta làm như sau. Với Scratch thì chúng ta luôn tập trung nhìn vào cái sân khấu của màn hình chính. Đây là sân khấu chính nhé, sân khấu. Hay là cái màn hình. Hay là cái giao diện. Đây. Thì ở trên này nó có những cái nhân vật, các cái hình ảnh, có thể là người, có thể là con vật hay là cái gì đó, có thể là một cái quả bóng. Nhá, thì những cái này nó gọi là các nhân vật. Đấy, nhân vật. Được chưa? Còn cái nền này, cái nền này thì người ta gọi là nền sân khấu nhé. Là nền sân khấu. Nó chỉ có một nền thôi. Đấy. Và có nhiều nhân vật. Như vậy là cái sân khấu và nhân vật là cái đối tượng mà chúng ta cần lập trình. Chúng ta cần phải tạo ra một cái chương trình, một cái tương tác. Thì thì toàn bộ một chương trình ý, khi chúng ta viết ra nôm na nó là một cái kịch bản. Một kịch bản mà chúng ta là người là vừa đạo diễn, vừa viết kịch bản, vừa lập trình để thể hiện cái kịch bản đó. Thì như vậy là cái lập trình Scratch nó khác, rất là khác biệt so với lập trình bình thường khác. Ở trong ngôn ngữ lập trình khác như là Python, như là C thì đa số những bài toán mà học sinh cần học ấy là các bài toán liên quan đến giải toán. Đối với ngôn ngữ như là C hay là Pascal, lập trình bình thường khác nhé, nâng cao khác nhé, bậc cao khác như là Python, thì đa số khi chúng ta lập trình thì đa số là chúng ta nôm na là chúng ta giải các cái bài toán. Chúng ta giải các cái bài toán liên quan đến thuật toán. Được chưa? Các cái bài toán. Bài toán. Thì những cái bài toán này đa số đều có cái dạng như sau, đều có cái dạng là chúng ta cần nó, đầu vào của nó là một cái đầu vào, nó gọi chúng ta gọi là input. Thì có thể là một số hay là nhiều số hoặc là một dãy số. Sau đó chúng ta cần phải giải nó.
cần phải giải cái bài toán đó. Thì cái việc giải này là nó thông thường nó được chia làm hai bước. Bước một là tìm thuật toán để giải, hai là lập trình để giải cái thuật toán đó. Thông thường cái việc giải nó chia làm hai bước. Bước một là chúng ta làm tìm thuật toán, và cái thứ hai là chúng ta lập trình để mà lập trình theo thuật toán đó để chúng ta giải. Và khi giải xong chúng ta đầu bài phải đưa ra cái gọi là cái output đấy, chúng ta chú ý nhé. Như vậy là một cái bài toán bình thường mà chúng ta lập trình bình thường là nó cho một cái yêu cầu bài toán là như sau, là với mỗi đầu vào, input đầu vào, chúng ta cần phải tìm đầu ra của cái bài toán đó sao cho thỏa mãn điều kiện nào đó. Đấy, ví dụ như vậy. Như đầu bài là cho trước hai số AB cần phải tính ước chung lớn nhất của hai số AB, ví dụ như vậy. Thì đó là bài toán. Như vậy một cái bài bài toán bất kỳ ở trong trong máy tính nói chung là một cái bài toán mà nó có dạng là gì, là mô tả dạng là input và output, với yêu cầu là output đưa ra là phải thỏa mãn điều kiện nào đó của bài toán đó. Thì tất cả các bài toán mà chúng ta học sinh chúng ta vẫn học từ xưa nên nó là như vậy nhé, với ngữ khác. Nhưng với Python nó lại khác một chút đấy, với Python nó lại khác một chút nhé. Thật ra Python cũng có thể mô tả dưới dạng như là ở bên trái đây, nhưng mà vì tôi nói này, vì Python đối tượng của chúng ta chính chúng ta nó là sân khấu, nó là nhân vật truyền rất khác, cho nên là một chương trình trên Python ấy về mặt tổng thể thì nó không phải chỉ đơn giản là giải các bài toán, mà nó là đưa ra một cái chương trình, một cái nó gọi là gì, đưa ra một kịch bản và chúng ta đạo diễn để thực hiện kịch bản đó. Nhưng mà là chương trình Python nhé, một chương trình xin lỗi, tôi nhầm, chương trình là Scratch nhé, tôi viết tự nhiên lại lẫn sang Python. Một chương trình Scratch ấy, thì nó không phải như là Python C Pascal, nó là một cái chương trình mà nó là gì, nó là thể hiện một cái mô phỏng hay là thể hiện một cái kịch bản ở trên một sân khấu. Chương trình là minh họa hay là thể hiện một kịch bản trên sân khấu. Như vậy là một cái chương trình Scratch ấy, nó không đơn thuần chỉ là một cái giải bài toán giống như là ở bên trái đây, không phải là input và output, mà nó mạnh hơn nhiều. Nó là một cái chương trình một chú hiểu nó là một cái vở kịch, nó là một cái vở kịch, nó là một cái bộ phim, nó là một cái mà chúng ta đóng vai trò là gì, người lập trình ấy, đóng vai trò là gì, là đạo diễn, là viết kịch bản và thể hiện ra trên màn hình. Chương trình nó làm cái chương trình nó làm cái nó làm cái chương trình tương tác đấy, tương tác và nó là gì, là nó thể hiện cái em, nó minh họa hay là thể hiện một cái kịch bản nào đó. Thế với mục đích của nó, mục đích là dùng để giải trí, mục đích là để học tập, mục đích là để vui chơi. Đấy. Thì bản thân cái khái niệm là giải bài toán là cho trước input này, tính toán giải output, thì bản thân nó là một chương trình, mà một chương trình tương tác nhưng mà rất đơn giản, nó chỉ làm nhập vào từ bàn phím các n số và in ra màn hình lại là m số thôi. Như vậy là cái phần mà giải chương trình giải toán ấy, giải toán ở trong lập trình C, Pascal hay Python, nó là một cái phần nhỏ, một cái trường hợp rất là nhỏ của cái mô hình lập trình Scratch. Đấy, các bạn chú ý nhé, nó rất là khác biệt đấy. Hiện nay là rất nhiều, tôi quan sát đấy, rất nhiều các chuyên gia đã hiểu nhầm cái này. Rất nhiều các chuyên gia hiện nay đang vẫn hiểu là cái Scratch này nó giống như là bên trái. Tức là lập trình Scratch vẫn phải là nhập input đầu vào và ra đầu ra đầu đầu ra như thế này, và đơn giản nó chỉ là tính toán thôi. Chỉ là giải toán thôi. Nhưng mình hiểu hiểu như vậy là sai. Mà thực ra cái Scratch lớn hơn rất là nhiều lần, nó là một chương trình mà nó hoàn thiện và nó là vì đối tượng của chúng ta là các cái nhân vật, đối tượng của chúng ta, đối tượng cho lập trình ấy, đối tượng mà chúng ta cần lập trình ấy, nó là các nhân vật khác nhau. Nhân vật. Nhưng mà này nó không phải chỉ là người nhé, nó có thể là người, nó có thể là anh A, anh B, anh C, chị A, chị B, chị C, mà nó có thể là các cái nhân vật, các cái đồ vật khác, nó là có thể là một cái bức tường, một quả bóng, đúng không nào, một cái bút,
vân và rất nhiều thứ nữa. Và thứ hai là nhân vật này nó sẽ nằm ở trên một sân khấu. Và chúng ta sẽ viết ra bằng kịch bản, nó có một kịch bản. Kịch bản nó có lớp lang rất là nhiều, nó có là lớp 1, lớp 2, là màn 1, màn 2. Màn 1 là như là bạn A đi vào sân khấu, xong chào mọi người, xong hát một bài, bạn bạn A đi ra, bạn B đi vào lại hát lại bài hát thứ hai, nó là một kịch bản. Được chưa ạ? Như vậy nó rất đa dạng, như vậy một cái mô hình sketch thực chất là một nôm na là một cái ứng dụng hoàn chỉnh. Nó rất là khác. Thật ra ở trong cái chương trình C Pascal Python cũng có thể làm được cái trình ứng dụng như vậy, nó ở mức rất cao. Thông thường học sinh phổ thông học xong là chưa làm chuyện đó được, học sinh học đại học xong cũng không làm được, mà phải sau này đi làm rồi thì đi vào các công ty, vào những cái công ty chuyên nghiệp làm phần mềm ấy. Lúc việc các bạn được học cẩn thận cách mà làm lập trình giao diện đồ họa ra làm sao, cách thiết kế ra làm sao, thì lúc việc chúng ta mới làm những cái chương trình như vậy khó hơn nhiều. Nhưng với Scratch ấy, thì ngay từ đầu có thể làm ngay được cái chương trình như vậy, chuyện nó rất rất đặc biệt. Các bạn chú ý nhé, để tôi nói thường để cho ta hình dung như vậy. Thì với cái bình như vậy thì cái phần giải toán ấy ở bên trái này, thì đối với Scratch nó trở ra nó là một cái rất là một trường riêng thôi. Như vậy trong cái phần này nhé, như vậy cái nôm na các chương trình đó thì của Scratch tôi tạo chia hai loại, một loại là giải toán, cái thứ hai là làm cái chương trình tương tác là hay là cái trình làm phần mềm đấy, là mô phỏng đấy, đúng không? Thì cái giải toán này thì nó có phần chúng ta phải có cái input nhập vào từ bàn phím các cái số, đúng không nào? Sau chúng ta giải và chúng ta ra output giống như bên kia, được chưa? Đó, output như vậy là khi nhập vào thì là có người xuất hiện thông báo là các bạn nhập vào số N, số M, và output ra cái người đó, con mèo đó hay là người đó xuất hiện màn hình vậy, viết ra và nói ra cái đáp số của bài toán. Thì như vậy là cái khác của cái input output đối với Pascal, đối với C thì nó in ra trên màn hình là một dòng thôi, còn đối với Scratch thì nó không phải in ra trên màn hình là một dòng mà nó viết ra ở từ cái cửa miệng của cái nhân vật đó. Đấy, chúng ta chú ý. Nhưng mà chú ý thêm một chút nữa là riêng đối với các bài tập giải toán ấy, thì ngoài ý nghĩa là giải toán ra nó còn có thêm ý nghĩa nữa, đây là có một cái nữa là liên quan đến thuật toán. Để tìm một lời giải hay nhanh ấy cần có thuật toán, được chưa? Thuật toán, rất nhiều bài toán là cần những thuật toán này là khác nhau. Nhưng mà thuật toán này thì theo tôi thì học sinh tiểu học thì hoàn toàn không 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 cần học nhiều. Trung học cơ sở là cần, không cần biết nhiều, học từ cấp 3 trở lên mới cần học bài bản về thuật toán thôi. Còn về theo tôi nhé, là tiểu học là không cần. Tiểu học học sinh không cần học, không cần biết thuật toán rất là phức tạp, không cần học tí nào này. Trung học cơ sở này cần không? Có thể cần mà cần ít thôi, một chút thuật toán, không nên sa đà, không nên quá sa đà vào trung học cơ sở vì nó rất là khó. Còn trung học phổ thông đấy, thì có học, và học cũng không nhiều nhưng có học trong trường phổ thông. Và như vậy trong trường phổ thông cấp 3 thì bây giờ nó mới có cái tính thực sự là ý nghĩa giải toán nó mới đúng. Còn ngành cấp 2, cái việc giải toán cấp 2 nó vẫn chưa thật, theo tôi vẫn chưa thật là nên lắm, một chút thôi. Còn tiểu học thì theo tôi là không nên. Nhưng mà hiện nay chúng ta có một cái dở là hiện nay cái chương trình thi học trẻ khối A đấy hoàn toàn là giải toán, rất là dở luôn, theo tôi đó là rất dở. Mà chính như vì học sinh hiện nay cấp 1 hiện nay là chưa học về thuật toán mà rất là khó dạy, cho nên là hầu hết các cái bài tập mà giải toán đối với học sinh tiểu học hiện nay này, nó không phải là một cái bài toán giải toán theo đúng nghĩa thuật toán, mà nó chỉ là cái bài toán mẹo mực thôi hiện nay. Nhưng mà nó theo tôi thì nó không hay lắm, thật là không hay, nhưng mà thôi được. Thì trong chương trình này, trong chương trình phần cuối tôi sẽ giải thử cho các bạn xem một số các bài tập liên quan giải toán trong chương trình thi tin học trẻ hiện nay. Tôi sẽ chỉ ra là những cái đề đó, tôi là vì nó là đề toán thuần túy cho nên tương đối khó, rất là khó với học sinh tiểu học. Phần lớn tất cả những cái đề thi mà tin học trẻ mà ở cái vòng chung kết, vòng sơ khảo chung kết ấy đều là những đề rất là khó, mà nó vượt quá rất nhiều cái kiến thức của học sinh tiểu học. Hiện nay là như vậy nhé. Thế rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái chương trình của chúng ta.
Thì tôi vẫn phải nói sang cái phần rất cơ bản là chúng ta sẽ làm quen với cái gọi là cái đối tượng chính mà tôi cần lập trình, tức gì, tức là sân khấu này, nền sân khấu này và các nhân vật, được chưa? Mà chúng ta lập trình như thế nào để tôi quay lại một chút rất quan trọng và cái phần chính hôm nay nhé. Thì chúng ta là người, cái người lập trình chính là người 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 đạo diễn thôi. Chúng ta là người đạo diễn, chúng ta là người lên với cái bản, chúng ta phải thiết kế ra một cái bản nào đó và có một cái nhân vật ở trên màn hình đây, có thể là một hoặc là hai nhân vật ở đó, nhân vật A này, nhân vật B này, lấy ví dụ như vậy nhé, nhân vật B này, nhân vật này. Và chúng ta lập trình như nào thì như sau này, là mỗi một nhân vật, mỗi mỗi một nhân vật là có một cửa sổ lập trình riêng, chúng ta chú ý nhé, đó, cái này khác khác biệt đấy, lập trình riêng và các cửa sổ này là các trình của các nhân vật này là độc lập với nhau nhé, độc lập với nhau, độc lập với nhau. Chúng ta có là đây là nhân vật em bé này nhé, đây là cô giáo này, thì cô giáo có một cái trình riêng, em bé có một trình riêng và nó chạy độc lập với nhau, các bạn chú ý nhé. Nó cũng như có hai cửa sổ cho hai nhân vật, có ba nhân vật thì có ba cửa sổ. Ngoài ra thì là bản thân sân khấu có một cửa sổ riêng, sân khấu có một cửa sổ lập trình, cửa sổ lập trình riêng, được chưa? Như vậy là cái người lập trình ấy, là cái người là đạo diễn ấy, là chúng ta chú ý là có bao nhiêu nhân vật thì có bấy nhiêu cửa sổ lập trình và cộng thêm một sân khấu nữa. Như vậy là tổng số cái cơ sở mà chúng ta cần lập trình cho các nhân vật trong 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 trình khác ấy, là n cộng 1, với n là cái số lượng, n là số nhân vật nhé, n là số các nhân vật và cộng thêm một nữa là của gì, của sân khấu, chúng ta chú ý nhé. Đó thì đây đây nhé, đây là con mèo này, bây giờ tôi là tôi bấm lên, tôi bổ sung thêm nhân vật này, đây tôi chọn thêm quả táo nhé. Đó. Thì đây này, con mèo ở đây nhé, quả đây là trong trình chúng ta có hai nhân vật là con mèo là một và quả táo là hai, chúng ta bấm vào con mèo, bấm con mèo ở đây. Đấy, thì bên này là đây là cửa sổ lập trình cho con mèo, đây con mèo này, con mèo này bấm vào quả táo, thì đây là cửa sổ lập trình cho quả táo. Như vậy là quả táo là riêng nhé, lập trình của táo riêng, lập trình cho con mèo là riêng, bạn chú ý nhé. Như vậy là mỗi nhân vật là có một cửa sổ lập trình riêng, được chưa? Ngoài ra sân khấu có một cửa sổ khác ở đây, đây chỗ này là chỗ là tôi bấm đây này, thì đây chính là cơ sở lập trình cho sân khấu này, đấy, bạn chú ý nhé. Và tất cả các cơ sở lập trình này là đúng hệt nhau, là chúng ta kéo thả lệnh từ bên trái sang, đấy, đây là các lệnh cho cái cho lập trình sân khấu nhé. Bấm bấm quả táo này, đây đây là quả táo này, mình như quả táo nhé, đó, con mèo này, đấy. Con mèo, được chưa? Như vậy là mỗi một nhân vật là có một cửa sổ riêng và chúng ta kéo thả các lệnh vào bên trong. Muốn xóa chúng ta kéo ngược trở lại thì là xóa. Đó. Hoặc chúng ta để đây, chúng ta bấm 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 bấm, bấm chuột phải. Chọn nút là delete block nó sẽ xóa đi. Đấy. Chúng ta kéo sang này. Chúng ta kéo sang này, kéo sang là chúng ta đưa vào là chúng ta đẩy sang ngược trở lại thì là xóa. Thấy không nào? Như vậy là mỗi nhân vật là có một cửa sổ lập trình riêng cho từ nhân vật một, cho từ nhân vật một vào trong sân khấu nữa nhé. Đó. Thì như vậy chúng ta chú ý. Như vậy vấn đề là gì? Vấn đề là cái người lập trình ý là phải hiểu được kịch bản. Là anh ta khi lập trình anh ta chính là người đạo diễn. Anh ta theo điều khiển cái nhân vật này theo đúng kịch bản. Tùy từ cái bản khác nhau nhé. Và anh ta và cái điều khiển cho từng từng nhân vật một, từng sao cho nó hoạt động nhịp nhàng với nhau, không không để hiện tượng là nó bị va chạm vào nhau rồi nó bị sai sai nó bị sai khác so với sai khác so với kịch bản, rất quan trọng. Cho nên là cái người cái lập trình sáng tác nó rất là hay, nó là cái thức tổng hợp luôn, mà rất hay là gì, theo tôi là nó rất hấp dẫn đối với học sinh. Thì chính cái Scratch hấp dẫn cho học sinh tiểu học chính là chỗ này đây. Cho cái việc giải toán này, tôi là việc giải toán thì tôi là không không, không hấp dẫn, và không hấp dẫn. Và cái phần này nó mới hấp dẫn này, nó rất là hay. Được chưa?
Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử lập trình một vài cái chúng ta xem nhé. Xem như thế nào. Thì để đơn giản chúng ta lập trình cho, trước chúng ta lập trình cho một nhân vật đã. Xong sau lập trình cho hai nhân vật, ba nhân vật chúng ta làm xong. Làm cho một cái đã nhé. Bây giờ tôi làm thử này. Để các bạn xem nhé đây. Đây nhé. Bây giờ tôi làm thử những bây tôi tạm thời tôi xóa con quả táo đi chứ. Bấm vào đây này. Bấm đây là xóa này. Đó, xóa đi này. Đây là con mèo nhé, mày tôi để ở ngoài hết này. Được chưa? Thế thì như thế này, bây giờ chúng ta trước khi chúng ta tìm hiểu về về cái nhân vật của chúng ta, các lệnh của nó, chúng ta tìm hiểu một chút về các lệnh của nó nhé. Thì các lệnh ở trong sát nó như thế này, các bạn chú ý nhé. Các lệnh nó có tính năng là nó có thể là nối với nhau. Đây này, tôi đưa vào đây nhé. Đưa vào dính với nhau này. Đấy, dính vào nhau, thấy không nào? Các lệnh nó dính vào nhau đây. Đó, thấy các bạn thấy không nào? Đây, nó dính vào nhau này. Đó. Thì một cái các lệnh dính nhau này này, một cái này người ta gọi đó là một đoạn lệnh, hay là tiếng Anh nó gọi là một script các lệnh. Được chưa? Mà thông thường một script này thì bắt đầu bằng cái gì? Bắt đầu bằng cái lệnh gọi là lệnh sự kiện. Chúng ta vào lệnh sự kiện. Đây, lệnh này, thông thường là lệnh này. Hoặc là cái này nhé, hoặc là lệnh này. Hoặc là lệnh này. Đó. Hoặc là lệnh này. Thì các lệnh mà ở trên có cái trò tròn này, đây lệnh nó gọi lệnh sự kiện. Thì thông thường các lệnh sự kiện là các lệnh mà bắt đầu cho một cái nhóm lệnh hay là một cái đoạn lệnh. Nên lệnh nó đẹp này. Đấy. Được chưa? Thì cái này nó gọi là một cái đoạn lệnh hay là tiếng Anh gọi là một script các lệnh khác nhau. Được chưa? Thì khi mà chúng ta lập trình cho một nhân vật, thông thường là chúng ta lập trình cho tạo ra một cái đoạn lệnh, các lệnh liền nhau. Bây giờ tôi sẽ mô tả cho các bạn xem nó là cái gì nhé. Đây. Thì như vậy là khi chúng ta lập trình này, lập trình cho một nhân vật nhé, chúng ta lập trình cho một nhân vật. Lập trình cho một nhân vật đã nhé, chúng ta có làm cho 2, 3 cho làm sau nhé. Thì chúng ta kéo thả các lệnh từ bên từ cửa sổ bên trái sang và chúng ta sẽ ghép nó vào thành một cái nhóm lệnh. Các bạn thành một cái nhóm lệnh nha. Các lệnh này lệnh nó dính vào nhau như này, dính chặt vào nhau. Lệnh 1 này, lệnh 2, lệnh 3, lệnh 4 như này. Đấy. Thì nên cái này nó là một nhóm lệnh. Nhóm lệnh và thông thường ở đầu của lệnh nó làm cái lệnh nó là lệnh sự kiện, nó cái hình tròn như này. Đấy. Đây là cái lệnh sự kiện, là cái lệnh bắt đầu. Lệnh sự kiện thông thường làm lệnh sự kiện là bắt đầu một cái nhóm lệnh, gọi là một nhóm lệnh nhé. Và cái nhóm lệnh này là nó dính vào nhau này, chúng ta có thể tháo gỡ ra, chúng ta có thể chèn vào giữa thoải mái nhé. Thì cái nhóm lệnh này tiếng Anh nó gọi là một script. Được chưa? Đây thì thông thường ở trong một cái nhân vật nó làm một cái nhóm lệnh như vậy. Hiểu, chúng ta hiểu nôm na nó là một nhóm lệnh, là nhóm lệnh là một cái, là nôm na là nó là một cái lệnh một, đúng không? Lệnh một, lệnh hai vân vân, lệnh thứ ca nào đó, nó liền với nhau. Đấy, nó là một cái nhóm lệnh mà ở đầu của nó thông thường được biểu hiện nó là một cái lệnh mà liên quan đến sự kiện. Hiểu là như thế nào? Sự kiện là gì? Sự kiện là một cái đúng là một sự kiện thật, là một cái hiện tượng, một sự kiện ở bên ngoài tác động vào bên trong chương trình. Khi sự kiện này xảy ra thì cái lệnh này sẽ được chạy. Thì tất cả những lệnh trong chương trình chúng ta nó chỉ chạy khi mà có sự kiện này là xuất hiện. Các bạn chú ý nhé. Thì cái lệnh sự kiện chính nhất và hay dùng nhất là cái lệnh này. Là cái lệnh mà nó có một lá cờ ở trên đó. Cái lệnh sự kiện hay dùng nhất là cái lệnh nó như là cái lệnh nó dạng như này. Ở đây nó có hình lá cờ màu xanh. Đấy. Là gì? Là cái sự kiện, đây là cái sự kiện là gì? Cái sự kiện là khi người dùng là nháy vào cái nút lá cờ màu xanh là đang bắt đầu một chương trình. Nhưng mà quy định cái lệnh này là cái lệnh này là bắt đầu một chương trình. Thì hầu hết tất cả các cái nhóm lệnh hay các cái script lệnh ở trong trong SWAT đều bắt đầu bằng cái lệnh sự kiện này, bắt đầu một chương trình.
Đây, khi chúng ta làm đó chúng ta chú ý chính là cái này này, chính là cái này này, đó nằm trong nhóm sự kiện nhé. Đây là cái lệnh như sau, đây là cái lệnh mà khi người chúng ta khi chúng ta nháy vào cái lá cờ xanh như này, đây là xanh như này là xin là nhóm lệnh nó chạy chạy thế này. Đấy, thấy không nào? Bây giờ làm thử các bạn xem như đây. Đây nhá. Thông thường đưa cái lệnh là lệnh đầu tiên của một đoạn lệnh, sau chúng ta vào tôi lấy vào một lệnh, tôi vào cái lệnh như này, tôi vào một cái lệnh là nói là xin chào các bạn, được gọi đây nhé. Đây là lệnh sau, lệnh là xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Đây là cái lệnh là gì? À, con mèo sẽ nói ra từ miệng cái sẽ thốt ra từ miệng cái dòng chữ này và lệnh này sẽ nó sẽ chạy trong thời gian là bao nhiêu giây và sau đó nó dừng lại, nó chạy sang cái lệnh khác. Chạy thử đây, bấm vào đây nhé, chạy thử này. Đấy, xin chào các bạn, thấy không nào? Và sau 2 giây thì 2 giây thì nó dừng lại. Tôi muốn để trong 5 giây nó sẽ lâu hơn này, 5 giây này, nó sẽ lâu hơn này. Đấy. Được chưa? Đấy. 5 giây nó dừng lại. Được chưa? Bây giờ thử nhé. Bây giờ tôi muốn là sau khi mà con mèo nó đi ra nói thì nó sẽ méo, nó nói câu là meo meo bằng âm thanh. Thì chúng ta vào cái lệnh là âm thanh, chúng ta chọn cái lệnh là đây. Và chọn cái lệnh là start sound, âm còn meo meo đây, chúng ta đưa lên vào giữa phía trên. Đấy. Cái lệnh này là gì? Lệnh này là mèo phát âm con meo meo và lập tức là chuyển sang lệnh tiếp theo là lệnh này. Nhưng mà khi lệnh này phát được chạy thì mèo sẽ chạy âm mèo cái meo meo trước này, sau đó chạy phát âm nói cái dòng chữ là xin chào các bạn ngay, chạy thử nhé. Đấy, xin chào các bạn và đợi trong 5 giây đấy, thì dừng lại. Bây giờ thử tôi làm chạy tiếp nhé. Sau 5 giây này thì mèo sẽ thôi để 2 giây cho nhanh nhé. Thì mèo sẽ nói một câu là xin chào các bạn. Không, xin chào rồi. Nói một câu thứ hai thì là các bạn có khỏe không? Được chưa? Đây, sau đó mèo sẽ nói một câu thứ hai, lệnh thứ hai nhé. Lệnh thứ hai là lệnh này và lệnh lúc đây. Lệnh này nhé. Các bạn có khỏe không? Các bạn có khỏe không? Đấy. Lệnh say này chúng ta có hai lệnh say nhé. Lệnh say này là lệnh này sẽ nói ra dòng chữ này và cái dòng chữ này nó hiện ra trên màn hình, sau 2 giây nó chuyển sang lệnh tiếp theo. Còn lệnh này này là lệnh sẽ nói ra và sẽ dừng lại, không bao dừng lại, sẽ hiện ra mãi mãi ở đây nhé, chúng ta chú ý. Được chưa? Và khi mà đây tôi gọi thêm một lệnh nữa, meo meo lần thứ hai nhé. Đây. Đây. Khác nhau chú ý chữ nhá. Tôi chờ các bạn nghe thử nhé. Meo meo này, đồng thời hiện ra dòng chữ này sau 2 giây. Sau 2 giây thì hiện luôn cái chữ này và kêu meo meo luôn lần thứ hai luôn. Đây. Đấy. Như vậy chú ý nhé. Khi lần này mà được phát ra, được phát ra thì mèo sẽ chạy, thì mèo sẽ phát một câu là các bạn có phải không, một cái hiện ra ở đây mãi, đồng thời chuyển ngay sang lệnh tiếp theo là lệnh là kêu meo meo ở đây. Đấy, thấy không nào? Như vậy là kêu meo meo này, hiện lệnh này trong vòng 2 giây này, dừng lại này, chuyển sang lệnh tiếp theo này, hiện dòng chữ đây này và chuyển ngay sang lệnh tiếp theo là meo meo. Đấy, như vậy ở đây thấy có thể nó ở đây có thể nó hiện ra được mãi mãi này, chúng ta thấy không? Nó không dừng lại. Nếu mà dừng lại chúng ta phải có lệnh khác, lệnh này đây. Biểu muốn dừng lại nhé, thế chúng ta phải làm như này. Chúng ta phải tôi mô tả sau lệnh dừng lại. Bây giờ tôi muốn là lần hai con mèo không phải cứ meo meo mà mèo nói một câu, mèo nói cái câu là gì, là các bạn có khỏe không, có được không, hoàn toàn được nhé. Tức là trong tất cả mọi nhân vật của Scratch đều có thể có âm thanh và chúng ta có thể thu âm được âm thanh còn cho con mèo đó. Đấy, được chưa? Thì mặc định thì mèo nó chỉ có âm thanh là meo meo thôi. Chúng ta có thể bổ sung thêm bằng cách sau đây. Cách hay làm nhất là chúng ta chọn con mèo ở đây và chúng ta bấm một nút này, âm thanh ở đây. Thì ở đây nó hiện ra tất cả các âm thanh của con mèo này. Một con mèo, một nhân vật có thể có nhiều âm thanh nhé. Vậy âm thanh là các thuộc tính của con mèo. Con mèo, đấy, nó gọi là các thuộc tính nhé. Một con mèo có thể lưu trữ là, một nhân vật có thể lưu trữ là nhiều âm thanh khác nhau. Chúng ta có thể tha hồ thu âm thanh cho từng nhân vật một, rất là hay. Cái này là cái thông tin rất quan trọng nhé, rất là hay.
của Scratch. Scratch nó làm giao diện là đồ họa mà, cho nên về mặt âm thanh hình ảnh rất đa dạng, cho nên rất là hay. Đây là cái phần lập trình rất là hay, nhưng rất tiếc là các cái đề thi, các cuộc thi tin học trẻ là người ta không đưa vào. Ngày xưa tôi hay tham gia vào các chương trình, tôi làm tham gia vào ban ra đề, tôi đưa ra cái đề đó, nhưng mà họ người ta xong người ta không thích, là vì sao người ta lại dừng lại không không theo cái hướng đó nữa, là vì như này này, lý do là như sau. Lý do của rất là buồn cười, lý do là gì, là người ta hội thi học trẻ muốn là gì, muốn là buổi sáng thi là chiều cũng có kết quả luôn cơ, họ muốn nhanh cơ. Mà khi mà làm chương trình tương tác này thì đòi hỏi là chấm rất là phiền phức, chấm rất là mệt, chấm đến tối đêm mới xong, hôm sau mới ra được kết quả đó. Họ không muốn như vậy, họ muốn là, mà họ muốn chấm nhanh, mà muốn chấm nhanh thì phải là gì, phải là giải toán thôi, là phải đầu vào đầu ra rõ ràng. Như vậy với cái một cái cuộc thi, ví dụ là một cái cuộc thi tin học trẻ nhé, lấy ví dụ là có khoảng 100 em thi nhé, mà ra ba cái đề liên quan đến tương tác như này mà chấm rất tỉ mỉ, thì ví dụ là năm giáo viên mà chấm ấy thì phải mất là một ngày trời thì mới chấm xong cái 150 em đó. Thì như vậy hôm nay thi thì đến hôm sau mới chấm xong, mới hôm sau mới ra được kết quả là em nào nhất, em nào nhì. Còn nếu mà chuyển sang cái chế độ là chấm tự động ấy, mà là chỉ đầu ra đầu vào thôi, thì chấm học tức là làm bài xong sau khoảng 1 tiếng đồng hồ sau là chấm xong, và đến chiều hôm đấy là ra được thông báo luôn kết quả. Vấn đề là vì sao là hội thi học trẻ Việt Nam họ lại bỏ đi những cái, họ bỏ đi những cái đề tương tác như này, bởi vì như vậy thôi, lý do rất là gọi là rất là buồn cười. Nhưng mà thôi đành chịu vậy thôi, làm nào nhé. Bây giờ tôi muốn thu âm thêm âm thanh là gì, âm thanh sau tôi muốn thu âm thêm âm thanh là cái âm thanh là các bạn có khỏe không, được không, hoàn toàn được nhé. Như sau này, chúng ta vào âm thanh này, chúng ta vào một lệnh sau đây, vào cái lệnh chúng ta bấm vào đây này đó, và đây nó có nút, đây nút là nút là đoạn nút là record, nút là ghi phim âm thanh này. Chúng ta có thể thu âm trực tiếp âm thanh nhé, rất là hay. Đối với âm thanh của nhân vật của Scratch là rất là hay, chúng ta có thể thu trực tiếp âm thanh, chúng ta có thể đưa vào trong sân khấu cho cái nhân vật này các cái âm thanh có sẵn, các cái bài hát có sẵn đưa vào rất là hay. Đấy, chúng ta biểu cho em thử nhé. Tôi thu âm cái dòng chữ là gì, các bạn có khỏe không nhé, bấm vào đây này, ra cái này này, chúng ta bấm vào đây, chúng ta nói là các bạn có khỏe không và bấm nút dừng dừng lại thì nó sẽ thu âm lại. Làm thử nhé, bấm vào gọi luôn này, các bạn có khỏe không. Đấy, tôi vừa mới làm xong một cái âm thanh, tôi có thể nghe lại này, các bạn có khỏe không, tôi có thể để lại đây. Đấy, như vậy ta chỉ bỏ đi phần này, ta để vào đây phần này thôi. Các bạn có khỏe không, xong bấm vào đây. Đấy, như vậy đây là âm thanh thứ hai này. Âm thanh đầu tiên có tên là mail này, mình thứ hai tôi có một thông tin là như tôi viết là chữ chào, chào hỏi, thì đây là tên của âm thanh đó nhé. Như vậy là gì, như vậy là một nhân vật này có thể có nhiều âm thanh, 1 2, số tự là 1 2 3 4 đến n bất kỳ nhé, và mỗi âm thanh vẫn có một tên của nó. Đây là tên của âm thanh đây. Đấy, bây giờ tôi lập lập trình lại nhé. Bây giờ đây tôi không muốn ghi dòng chữ là đây là mail, tôi bấm lên chọn là chào hỏi, thấy không nào. Đó, và bây giờ tôi nghe lại này, các bạn có khỏe không. Đó, bây giờ tôi muốn là gì, khi mà tôi nói xong con chữ là các bạn khỏe không ấy, nói xong rồi thì cái dòng chữ này sẽ mất đi, làm thế nào, làm được nhé. Ta chú ý, nếu như ở đây bây giờ chúng ta làm như này, bây giờ có cái lệnh lệnh cái lệnh này là lệnh nói ra và sẽ chuyển sang lệnh sau, và lệnh này sẽ dòng chúng ta sẽ hiện ra mãi mãi. Bây giờ muốn kết thúc đó làm như nào, chúng ta vào lệnh xem lần nữa và chúng ta nhập, bấm nút delete xóa này. Như vậy đây là cho tạo cái lệnh say, nhưng mà hiện 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 ra cái dòng chữ là rỗng thì nó sẽ dừng lại đó. Nên thử vào sau đúng không nhất này, các bạn có khỏe không. Như vậy là thấy ta thấy với lệnh trình này là sai đúng không nào. Cái dòng chữ này hiện ra xong lập tức là nó hiện ra, bấm nó chuyển sang lệnh này, nó nghe cái âm thanh là các bạn khỏe không và lập tức là chuyển sang lệnh này. Nhưng mà chúng ta không nhìn thấy cái này, chúng ta không nhìn thấy nhé, vì nó nhanh quá mà. Bây giờ muốn cho nó chậm lại là thế nào, muốn là nghe xong âm thanh thì mới tắt cái này đi, làm thế nào. Chúng ta làm lệnh sau đây nhé, chúng ta vào lệnh sao và chúng ta không dùng lệnh này nữa, cho dùng lệnh này này. Đây là lệnh tiếp theo,
Lệnh là lệnh là chuyện gì, là lệnh là bật âm thanh này và đợi khi mà dừng, khi mà nghe xong thì mới chuyển sang lệnh tiếp theo, khác nhau nhá. Lệnh này là bật âm thanh chào hỏi nhưng mà đồng thời bật xong lập tức chuyển sang lệnh tiếp theo, như vậy là lệnh nó chạy luôn, như vậy là nó bị mất luôn cái lệnh này. Lệnh này thì khác, lệnh này là chạy bật âm thanh xong rồi đợi until done, tức là đợi khi nó nói xong rồi thì mới chuyển sang lệnh này. Đây, lệnh này mới đúng này. Anh em biết mới đúng kịch bản này. Đó. Bật lên nghe thử nhé. Các bạn có khỏe không? Đó. Thì bây giờ mới đúng kịch bản. Con mèo thông báo ra là con mèo thông báo là xin chào các bạn và đợi 2 giây. Sau đó chuyển sang mèo đồng thời vừa nói vừa phát âm thanh là các bạn có khỏe không? Khi phát ra xong âm thanh thì dừng lại. Vậy đây là cái lệnh chương trình đầu tiên nhé. Bây giờ tôi ghi lại đây. Nhưng mà tôi vừa mới làm xong một cái trình rất đơn giản là con mèo đi nó hiện sân khấu và nó nói như vậy thôi. Bây tôi ghi ra cái bài đầu tiên hôm nay nhé, một cái bài rất đơn giản thôi. Bây giờ tôi tìm lại cái vị trí mà chúng ta không, những vị trí nào mà đâu, cái vị trí là chúng ta là cái lớp này này, tôi tìm lớp này là hỗn hợp rồi này. Đấy. Hôm nay là cái buổi hôm nay là cái bài thứ nhất nhé. Thì chương trình đầu tiên là cái chương trình chào hỏi, cứ đơn giản thôi, chào hỏi được chưa? Đấy, như vậy là, nhưng mà chúng ta vừa mới làm xong một chương trình đầu tiên rất rất đơn giản của con mèo đúng không nào? Nhưng mà chúng ta có một nhân vật thôi và mèo mèo làm như vậy thôi. Mèo nó đi ra, nó là gì, nó hiện ra sân khấu và nó xin chào các bạn trong 2 giây, sau đó là chuyển sang lệnh tiếp theo và nó hỏi các bạn có khỏe không, đồng thời phát âm luôn và dừng lại. Nhưng mà chúng ta vừa học cái lệnh say nhé, lệnh say for số lượng giây bất kỳ, và đây là cái lệnh say mà không có gì cả, khác nhau, hai lệnh khác nhau nhé. Đấy. Hai lệnh này là khác nhau này, đó, hai lệnh này là khác nhau này, cùng âm thanh cả nhưng mà khác nhau nhé. Lệnh này là phát âm thanh và chuyển ngay sang lệnh tiếp theo. Lệnh này là phát âm thanh, đợi cho khi phát âm thanh xong chuyển sang lệnh tiếp theo. Khác nhau nhé, đó, rất là khác nhau. Lệnh này là như vậy nhé. Như vậy ta bật lại chính xác thứ tự này. Đó, lệnh thứ hai này. À, lệnh thứ ba này. Lệnh thứ tư này. Lệnh thứ năm. Đây là hoàn toàn đúng nhé. Được rồi. À, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang mô tả tiếp này. Như vậy chúng ta chú ý là gì, làm con mèo là nó là nhân vật như vậy, nó hiện ra bình thường nó hiện ra ở trên sân khấu và chúng ta có thể điều khiển nó. Điều khiển như nào thì một trong chức năng rất quan trọng của Scratch, chúng ta có thể điều khiển nhân vật là di chuyển trên màn hình. Việc chúng ta cùng nhau tìm hiểu một chút, rất quan trọng nhé, phần này là phần rất quan trọng. Đây thì sân khấu của chúng ta nó sẽ như, nó có như là hệ tọa độ vậy. Đây, là chuyện sân khấu của chúng ta nhé. Thì cái đơn vị mà đo cái đơn vị đo cái khoảng cách của trong ở trong cái ở trong sát, cái đơn vị nó là bước nhé, là bước bước đi đấy, bước đi đấy. Cái bước đi hay nó chúng ta hiểu nó là một cái đơn vị đo đo chiều dài của Scratch. Thì cái chiều rộng sân khấu của Scratch mặc định của nó là 480 bước nhé. Đấy. Còn chiều cao của sân khấu của nó là 360 bước, tôi nói là 360 thôi, 480. Và nó có một hệ tọa độ như này, nằm ở giữa đây, nó có một hệ tọa độ như này đây, được chưa? Cái điểm này là điểm tâm của hình, chính là cái điểm có tọa độ là 0,0. Được chưa? Thì mỗi một cái vị trí của nhân vật chúng ta ở đây thì nó ứng một cái vị trí sân khấu, nó có hai tọa độ là x và y. Chỗ này là khó đối với học sinh tiểu học nhé. Cái chỗ này là chỗ duy nhất mà theo tôi là khó, rất khó với tiểu học, vì tiểu học là các em là chưa học gì đến khái niệm là hệ tọa độ cả. Chỗ này là chỗ mà nếu dạy học sinh, chỗ này là chỗ rất khó. Thì cứ chúng ta cứ dạy theo kiểu là dạy 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 thôi, chúng ta cứ dạy theo kiểu là truyền truyền miệng thôi, không cần giải thích là gì đâu. Như vậy nó mà là mỗi một cái vị trí sân khấu nó ứng với là hai con số x và y, mà tôi gọi đó là tọa độ x, tọa độ y, được chưa?
tọa độ x là tọa độ là ứng với cái chiều, ứng với chiều này là x gì đây? Đấy, là cái khoảng cách từ đây từ 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 trung tâm này, đấy, từ đây đây chính là x gì này. Đấy. Còn y là cái khoảng cách nhà đây, từ x thì khoảng cách rưỡi, x thì là khoảng cách từ 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 cái nhân vật đó đến cái trục trục y, còn y là cái khoảng cách từ đó đến trục x gì? Đấy, thì là đây là y. Như vậy ứng một cái một nhân vật của chúng ta là có một cái ứng duyệt với một cái vị trí là x và y, thì cái điểm điểm tâm này ứng với là cái tọa độ là không không, điểm trái dưới đây này ứng với tọa độ là gì, là trừ là trừ 240 và trừ 180. Chúng ta chú ý cái con số âm nhé. Đấy. Nó là âm nó sẽ không hiểu đâu, nó trừ thì sẽ hiểu ngay. Đây là trừ bên bên này, bên phải bên bên này là 240 và trừ 180 nhé. Còn trên này có phải trên này là 240 180. Còn bên này chỗ này là trừ 240, đây là 180. Anh ta chú ý nhé. Đấy. Như vậy là x và y là cái vị trí của nhân vật của chúng ta ở trên màn hình. Cái này rất quan trọng luôn. Thì chúng ta sẽ dựa vào cái này, chúng ta sẽ điều khiển nhân vật là đi sang phải, sang trái, đi lên, đi xuống tùy tùy quan trọng. Thì x y nó làm cái nó gọi là các cái thuộc tính của nhân vật rất quan trọng. Tiếp theo nữa này, quan trọng nữa là như thế này, chúng ta sẽ học mà tiếp theo nữa nhân vật là nữa là gì, là mỗi nhân vật của chúng ta là nó có cái nó gọi là hướng, làm điều nó có hướng nhé, hướng hướng là hướng tròn, hướng sang bên bên này mặc định lên bên này nó là 90 độ, hướng trên này lên trên này là hướng là 0 độ, hướng sang bên này là hướng là hướng xuống dưới này là 180 độ, hướng bên này là 270 độ, còn hướng trên này là 0 độ, đồng thời cũng là 360 độ bằng nhau. Đây hướng nhé, đây hướng. Thì cái hướng này là như vậy, cái hướng này là cái là cũng làm nó làm cái thuộc tính của nhân vật. Nhân vật luôn luôn mặc định khi mà chúng ta tạo ra nhân vật thì nó hướng về 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 bên phải, mặc định là hướng sang bên phải, hướng sang phải với góc là gì, góc là bằng là 90 độ là sang phải. Chúng ta có thể điều khiển cũng lại rất rất quan trọng để điều khiển. Thì con nhân vật luôn đi về phía đi về theo hướng của mình nhé. Đó thì chúng ta chú ý giữa cái này là cái rất quan trọng. Được rồi. Thì bây giờ tôi sẽ tổng kết lại nhé. Tổng kết lại là một nhân vật ở trên màn hình nó gồm có những cái thuộc tính gì của nhân vật, các cái thuộc tính của nhân vật này. Các thuộc tính của nhân vật nhé. Như vậy mỗi nhân vật của chúng ta sẽ như sau này. Có thuộc tính như sau này. Rất quan trọng chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Thứ nhất ấy là nó có tên của nó, mỗi nhân vật có tên riêng nhé, nó có một cái tên riêng của nó. Đây, nó chính là chỗ này này, đây này, tên nó đây này, đó nằm ở đây này, cái tên này. Đấy. Chúng ta có sửa đến tôi viết là sửa là mèo con chẳng hạn, mèo con thì tên của nó sẽ là mèo con. Mỗi nhân vật có một cái tên riêng nhé. Rồi tiếp theo nữa là tại vị trí nào đó chúng ta luôn có cái tên nhân vật. Tiếp theo là gì? Tiếp theo là tọa độ của nhân vật. Tọa độ là x và y của nhân vật nằm ở đâu trên màn hình. Nhân vật không thể chạy ra ngoài sân khấu nhé. Sân khấu thì chúng ta không thể nào vẽ được, không thể chạy ra ngoài đấy đâu nhé, chịu. Đấy. Chỉ nằm gian đây là gian biên là hết này. Đấy. Tới đây là hết rồi nhé, không thể đưa nhau ra ngoài ở đâu. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Đó. Tọa độ nhé. Tiếp theo là hướng. Hướng. Thì mặc định thì là 90 độ. Mặc định là 90 độ. Ở chỗ này mặc định của nhân vật khi tạo ra thì nó sẽ nằm ở 0,0, nằm ở tâm của sân khấu. Ta có thể thay đổi cái hướng đi nhé. Một cái khác là gì? Một cái thuộc tính khác nữa mà chúng ta sẽ biết ấy. Bây giờ ấy, là các cái âm thanh đi theo. Các cái âm thanh đi theo. Âm thanh đi theo nhân vật. Đi theo đi mà chúng ta có thể thu âm được. Có thể đưa âm thanh từ 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 bên ngoài vào.
từ bên ngoài vào, cho học sinh hát một bài hát, có bài hát chúng ta đưa nó vào. Tiếp theo nữa thì các hình ảnh hay là các cái trang phục rất quan trọng nhé. Phần này ta sẽ học sau. Các cái trang phục của nhân vật rất quan trọng luôn, là hình ảnh đấy. Con mèo đây này, chúng ta quan sát con mèo nhé. Con mèo này chúng ta bấm vào đây, ta sẽ biết được trang phục của nhé. Đấy, con mèo nó có hai trang phục đây này, hai trang phục. Một trang phục là một hình ảnh khác nhau nhé. Đấy, thấy không nào? Đấy, đây là âm thanh này. Đấy, thì mặc định âm thanh nó chỉ có một thôi, chúng ta có thể bổ sung thêm. Mặc định là trang phục chỉ có một thôi, nhưng mà tùy nhân vật, mặc định có thể máy nó cho thêm một vài hình ảnh nữa. Thì về mặc định và nói thì khi mà chương trình nó cho thêm cái hình ảnh nữa thì nó giúp chúng ta là tạo ra cái hiệu ứng là gì, là hiệu ứng là hoạt hình cho nhân vật. Lát nữa chúng ta sẽ học ngay bây giờ, rất quan trọng luôn. Thì như vậy cái phơ trục này nó có ý nghĩa là gì, nó có rất nhiều ý nghĩa đấy mà chúng ta sẽ học sau. Về mặt âm thanh thì hiểu rồi, âm thanh là để cho sinh để cho con vật, nhân vật đó nó phát âm thanh ra để nó nói, nó chào hỏi, nó hát, nó múa. Còn trang phục để làm gì? Trang phục này có rất nhiều ý nghĩa nhé. Đây, một cái ý nghĩa ban đầu mà chúng ta sẽ học ngay bây giờ là dùng để tạo phim hoạt hình, để cho nhân vật là chạy nhảy múa hát, đúng không? Chạy nhảy tạo phim hoạt hình. Đấy. Tiếp theo chúng ta có thể có một lệnh, có một chức năng giúp cho cái việc gì? Trang phục là gì? Để cho nhân vật là thay đổi trang phục. Các bạn thấy ở trong sân khấu đúng không? Nhân vật đấy đang mặc áo vàng, xong vào sân khấu đi ra đổi thay áo đỏ. Đấy, rất là hay đúng không? Thay đổi trang phục. Mà ý nghĩa đấy của này nữa rất hay này. Rất hay nữa là tương lai cho thấy là chúng ta có thể là gì? Một nhân vật có thể sử dụng nó để mà thể hiện ra nhiều nhân vật khác nhau. Cùng một nhân vật nhé, lúc này nó là con mèo, lát nữa nó là con hổ, lát nữa nó là con chó. Được không? Hoàn toàn được. Cái này là cái rất là hay luôn, rất là mạnh, rất đặc biệt. Có thể là biến hóa nhân vật. Chúng ta học sau nhé, nhân vật. Rất hay luôn, rất quan trọng luôn. Cái này làm cho cái những tính năng kiểu như này, biến hóa nhân vật này, hoạt hình này, nó làm cho chương trình SCAD trở nên rất là hấp dẫn đối với học sinh. Cái này các bạn mà chịu khó mà cho học sinh, các bạn làm một số bài mẫu cho học sinh làm thì nó thích lắm, rất là thích. Thì hơn rất nhiều lần là cho bắt học sinh phải làm toán ở trên SCAD nhé. Đó, thì đó là trang phục. Thì đây là tạm thời tôi liệt kê ra một số các thuộc tính của nhân vật rất quan trọng. Ngoài ra có một số tính khác nữa nhưng mà tôi mô tả sau nhé. Ngoài ra có một số thuộc tính khác nữa này, sẽ mô tả sau, ví dụ như là kích thước này. Kích thước của nhân vật này, nó to hay nó bé, ta sẽ mô tả sau. Hoàn toàn có thể biến hóa nhân vật, có thể phóng to, thu nhỏ. Là biến hóa nhân vật đây. Phóng to lên, thu nhỏ đi. Là một cái thông số khác nữa nhé. Hay là cái thông số này là ẩn hay là hiện trên màn hình. Ẩn hiện. Được chưa? Những cái này ta học sau, nhưng phần này ta học ngành bây giờ. Được rồi. Như vậy là nhân vật chúng ta là khi mà chúng ta mà tạo ra thì luôn nằm ở giữa màn hình. Bây giờ chúng ta có thể điều khiển cho nhân vật là di chuyển trên màn hình. Thay đổi. Di chuyển sang phải, di chuyển sang trái. Chúng ta chú ý nhé. Chú ý là sân khấu của chúng ta luôn là có cái chiều rộng. Chúng ta luôn là gì? Có một cái chúng ta chú ý là sân khấu của chúng ta luôn có cái chiều dài là 480. Chiều này là 480, chúng ta chú ý. Còn một nửa của nó là gì? Một nửa của nó là 240 thôi. Đó. Còn chiều cao thì cả chiều cao của nó là 360. Còn một nửa của nó đi này thì nó chỉ là gì? Cái đoạn này nó chỉ là 180 thôi. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Chúng ta có thể di chuyển như vật di chuyển khác nhau ở trên màn hình thôi, và cái đó chúng ta sẽ giúp chúng ta di chuyển được. Rất là hay, chúng ta chú ý nhé. Đây, bây giờ tôi lập trình lại nhé, mình vẫn là bài này nhé. Tôi muốn là gì? Bây giờ mèo sẽ di chuyển, được chưa? Bây giờ tôi muốn sau này,
Tôi muốn là khi mà mèo xuất phát từ giữa bàn giữa sân khấu nhé, và mèo nói là xin chào các bạn, sau đó là mèo chạy về sang bên bên chạy sang bên 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 phải, sẽ quay về giữa, làm được không? Làm được nhé. Thì cái lệnh của nó như sau, thì cái lệnh mà di chuyển gồm có lệnh lên này, gồm có lệnh cho lên này, lệnh move này di chuyển về phía trước nhé, lệnh xoay này, turn là xoay này, xoay phải, xoay trái này, lệnh go to là di chuyển nhanh tới một cái vị trí nào đó này, lệnh glide là lệnh là di chuyển chậm đến một cái điểm nào đó và với cái độ với cái gian là bao nhiêu. Thì để mô tả cái việc mà chuyển đến một cái vị trí đó, tôi phải dùng lệnh này. Tôi muốn bây giờ mèo sẽ di chuyển về sang bên trái nhé. Ban đầu nó sẽ ở vị trí là không không, nó chuyển sang bên trái, chuyển sang bên phải chứ, nó sẽ chuyển đến vị trí là 240 và không. Tôi bỏ là gọi là glide một đơn một sẽ cần vị trí đây là 240 nhé, 240 240 ở đây là không. Tức gì là mèo di chuyển sang vị trí bên 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 chuyển theo trên chỗ X sang bên phải đây, là 1 giây. Xóa lại là xóa lại 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 đi về. Tôi làm lệnh nữa đi về đây. Đấy. Bây giờ đi về đây, lệnh này. Bây giờ quay về chỗ cũ. Để không không. Đấy. Không không nhé. Đấy. Đấy. Đi về thấy chưa nào? Bây giờ quay lại này. Ban đầu tôi cho mèo chạy chạy bắt đầu xuất phát từ vị trí không không, tôi để go to không không ở đây. Tôi để trên nhé. Đấy. Được chưa? Chạy lại này. Mèo đầu tiên mèo kêu meo này, đồng thời nói là xin chào các bạn trong 2 giây, mèo di chuyển sau đó mèo di chuyển sang bên phải, tận cùng bên phải, xong chạy về bên trái, chạy về giữa. Xong dừng lại và nói là các bạn có khỏe không? Đây. Đấy. Các Các bạn bạn có khỏe không? đấy. Được chưa? Như vậy đây là một trình số 2 nhé. Là hay hơn rồi. Thì vừa ghi lại thì các bạn thấy chào chào và di chuyển được chưa? Bây giờ tôi muốn như sau này, tôi muốn là mèo khi mà đến vị trí này, khi mà tôi đi lại tôi đã quay về mặt phía này, tôi có làm được không? Hoàn toàn được nhé, hoàn toàn được. Làm như sau này, tôi dùng hướng thôi. Bây giờ ở giữa đây khi mà mèo đi về bên phải xong rồi, tôi muốn là mèo quay về phía bên này, quay về phía bên trái. Mặc định của nó là quay về bên phải là 90 độ, quay bên trái, tôi dùng lệnh là tôi dùng lệnh là quay bên trái rồi này. Tôi dùng cái lệnh là gì, làm đây. Point in direction. Mặc định của nó là quay sang phải là 90 độ đây. Tôi muốn biết tôi chuyển sang bên trái. Đấy, sang bên trái. Được chưa? Là âm 90 độ. Thì mèo sẽ xoay sang bên trái. Được chưa? Và đi về bên trái đây. Cho thử nhé. Khi nó quay sang bên trái thì mèo sẽ bị lộn ngược. Cho thử lại, chúng ta điều chỉnh sau. Đây. Thử nào. Đấy, bị lộn ngược lại Các nhé. bạn có khỏe không? Bây giờ cái lộn ngược lại là do cái gì? Là như vậy chúng ta có một lệnh nữa để mô tả cái gọi là cái cách mà khi mà cách mà xoay một nhân vật. Thì ở trong Scratch thì mỗi nhân vật nó có ba cách điều khiển cái việc xoay. Đây, lệnh này này. Chúng ta vào lệnh này nhé. Đây. Là thiết lập cái kiểu chế độ quay nhé. Một chế độ quay là mặc định một chế độ quay là on around là như đây, là xoay tròn, nhưng vẫn xoay tròn. Tôi muốn cho bạn xem thế nào là xoay tròn như này, thế nào là xoay tròn này. Bạn có nhìn vào đây nhé, như này xoay tròn này. Đây nhé, để chúng ta đều được đây này. Đây, thấy xoay không? Thấy xoay không nào? Đó, xoay nhé. Đây là 90 độ này. Đây là không độ là lên trên này. Sang đây là âm 90 độ hay là 270 độ này. Xuống đây là 180 độ hay là 180 độ này. Sang đây là 90 độ này. Đấy, đây là chế độ xoay tròn đúng không nào? Đấy nhé. Còn nếu mà để chế độ là left right thì nó chỉ xoay sang phải sang trái thôi, nó không xoay tròn. Thì như vậy khái niệm là trên dưới. Còn don't don't right Don't rotate là chế độ là nó không xoay gì cả. Với những con vật mà hình ảnh mà nó không còn xoay, quả bóng tròn chẳng hạn thì nó không còn xoay cả. Để chỗ này là don't rotate. Đối với con người, con người người con vật như này thì chúng ta để cho nó chế độ là left và right thôi.
Còn đối với con vật khác, con chim chẳng hạn, ta cho nó xoay thoải mái, những con chim con gì đó ta để cho nó xoay tròn được thì ta để chế độ là on around như này nhé, tùy các bạn nhé. Ở với con mèo đây tôi để chế độ là gì? Để chế độ là left và right, tôi để như này. Đấy. Thì mèo nó sẽ đúng, vì tôi làm lại cho các bạn xem nhé. Mình đặt chế độ xoay là left right là phải trái, mèo luôn là chỉ xoây phải xoay trái thôi. Đấy, chạy thử bây giờ ra chạy thử đúng không nhé, bắt đầu này. Để ở đây nhá. Chúng ta mà để định nó để là 90 độ nhé. Rồi. 90 độ. Đấy. Để tôi gõ đây cho nó nhanh này. 90 độ nhé, mà điều nó là 90 độ này. Rồi bắt đầu đây nhé, bấm thử chạy thử nhé. Đấy, đúng chưa nào? Các bạn có khỏe không? Anh phải đúng rồi đấy, bây giờ tôi đi đúng rồi đấy. Bây giờ đây là tờ ghi ra một cái chương trình thứ 3 nhé. Bài 3. Trả hỏi. Hoàn chỉnh. Vậy chúng ta vừa làm vài chương trình rất đơn giản thôi để chúng ta hình dung được các cái hình dung được những cái bước đầu chúng ta điều khiển nhân vật như thế nào. Đấy. Bây giờ sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm một số lệnh khác nữa nhé. Đây, bây giờ tôi sẽ new một cái chương trình mới để chúng ta kiểm tra. Đấy nhé. Bây giờ để điều khiển nhiều hơn, nhanh hơn thì người ta sẽ phải dùng lệnh move và sau đó chúng ta sẽ vào cái lệnh control. Thì nó rất nhiều lệnh khác nhau nhé. Để tôi nói sơ qua thôi. Đầu tiên tôi nói cái lệnh lặp, một lệnh rất quan trọng, lệnh lặp nhé. Hai lệnh. Một là cái lệnh là gì? Lệnh lặp mà lặp là đúng là n bước, đây là 10 bước hay bao nhiêu bước tùy chúng ta chọn. Còn đây là lệnh lặp vô hạn lần. Đây là hai lệnh rất hay dùng ở trong cái việc điều khiển các nhân vật di chuyển nhé. Biểu tôi muốn như sau này, tôi muốn con mèo này nó đi về phía trước. Để tôi đang để đây nhé. Bây giờ tôi muốn làm như sau này, tôi muốn cho nó chạy về phía trước và đây cho các bạn xem nhé. Cái lệnh này lệnh rất quan trọng. Bìa ban đầu đây, ban đầu mèo ở đây. Bìa ban đầu tiên tôi muốn cho mèo xuất phát từ ở bên trái nhé, từ vị trí này nhé, trên này. Tôi để cho mèo là gì? Tôi để cho mèo là go to đây, go to đến cái một cái vị trí bên trái là âm là -150 và -150 nhé. -150 và đây là 0. Như vậy từ đây sang bên phải của chúng ta là khoảng là bao nhiêu, là -150 cộng với 240 là khoảng 400 bước nữa là còn đi được. Thì chúng ta cho họ cho con mèo là lặp, chúng ta dùng lệnh move 10 bước. Đây là move đi về trước 10 bước nhé, đi về trước là 10 bước và mỗi bước như vậy là lặp là đi phía trước là 10 bước và lặp bao nhiêu lần? Lặp là 200 lần. Lặp là 20 lần. Thế sẽ đi một khoảng cách là điểm khoảng cách là 20 là 200 bước. Đấy, chúng ta chạy thử cái trình nhé. Đây. Thấy không nào? Được rồi, thì bây giờ chúng ta tôi mô tả sau nhé. Lệnh lặp này. Chúng ta sẽ đưa vào đó cái lệnh sau đây. Chúng ta sẽ đưa vào đó cái lệnh chúng ta vào lệnh loop và chúng ta có một lệnh tiếp theo rất quan trọng là lệnh là next costume, là cứ sau một lần lặp như vậy thì mèo sẽ thay đổi cái con mèo thay đổi cái sân khấu à, thay đổi cái trang phục chứ. Đây, trang phục nó lên này, 1 2 thì cái lệnh next costume này là nó sẽ thay đổi như sau, thay đổi từ 1 sang 2, từ 2 về 1, từ 1 sang 2, cứ thay đổi như này liên tục, 1 2 1 2 1 2 1 2, 1 sang 2, 2 về 1, nếu có 3 thì là 1 2 3, sẽ là về 1, được chưa? 1 2 3 1 2 3, cứ như vậy. Và chính cái điều này lặp lại này nó tạo ra cái hiệu ứng là chuyển động con mèo. Tôi thử cho bạn xem nhé. Tôi để ở đây. Đấy. Như vậy là mèo cứ chạy ra 10 bước thì lại đổi cái gì? Đổi trang phục một lần. Là chạy 10 bước, đổi trang phục 10 lần. Đây này, một cặp đây. Chạy 10 bước, đổi trang phục. Chạy đổi và nó liên tục như vậy nó tạo ra được một cái hiệu ứng là hiệu ứng hoạt hình. Bây tôi cho tăng lên cái điều này, tăng lên là 30 lần đi. Như vậy là chạy là 30 lần. Mỗi lần như vậy là đi xuống đi phía trước là 10 bước và đổi thay trang phục
thì nó sẽ tạo ra hiệu ứng là mèo là di chuyển cái đôi chân của mình như như đang chạy thật. Chọn xem thử nhất đây này. Đấy, thấy không nào? Đấy, lại này. Thấy không? Đấy, được chưa? Rất là hay luôn nhé. Được rồi, thì bây giờ tôi làm tiếp tục này. Tới đây nhé. Cho tăng lên đây là 300, tôi muốn cho lên thế là đây là 300 mà tổng cộng của chúng ta là có 400 cơ. Tôi đưa cái này lên là tôi đưa cái này là 400. 400 như vậy là bao nhiêu? Chúng ta là âm 1 đó, tôi để đây là âm 160. Âm 160 cộng với là 240 là được là đúng là 400. 400 thì ở đây được, thậm chí được là 40 luôn. Đi về phía cuối luôn, chạy thử này. Đấy, thấy không nào? Bây giờ tôi sẽ cho nó chạy ngược trở lại nhé. Tới đây rồi, bây giờ tôi sẽ cho chạy ngược trở lại, tôi làm cho nó làm như sau, tôi sẽ xoay ngược trở lại, làm như vậy tôi làm nhé, để cho thử các bạn xem. Tới đây tôi sẽ cho con mèo là xoay về bên trái, đây. Cho con mèo dùng lệnh đây, dùng cái lệnh này này. Point in direction, cho con mèo nó quay về bên trái. Được chưa? Nhưng mà trước đó tôi phải đặt chế độ là nó đặt chế độ nó phải xoay phải trái. Đặt chế độ này này, Đây là chế độ là đặt chế độ xoay là phải trái. Đây là tôi để lên đầu nhé. Lên đầu tôi thiết lập chế độ xoay phải trái rồi. Tới đây. Và bây giờ tôi lặp lại lệnh này. Lần nữa nhưng mà đi phía ngược lại nhé. Lệnh này này. Tôi làm lại lệnh này nhưng mà tôi có dùng lại tôi có thể là copy được ở trong sắc lại copy như sau nhé. Là tôi bấm đây, tôi bấm chuột phải. Chọn lệnh là duplicate là copy. Đó, thấy không nào? Giống hệt nhau, thấy không nào? Đấy, tôi để lên đây nhé. Đấy, và đưa cái này vào đây. Và đưa này không đây. Đấy. Như vậy là con mèo nó xuất phát từ ở bên này, tôi chạy theo bên phải xong xoay lại chạy về bên trái. Thấy không nào? Đấy, thấy không nào? Đấy, bây giờ tới đây tôi mới chào nhé. Đây. Bây giờ muốn như sau này. Khi mà mèo bắt đầu đi nhá, đặt chế độ đầu tiên đặt cho mèo ban đầu mèo nó chạy về quay về bên phải đã, này chạy lại này. Đấy. Bây giờ muốn như sau này, mèo khi đang chạy về bên phải thì nói là chào các bạn, khi quay về thì nói là tôi là mèo đây. Như vậy có hai lần nói nhé, để tôi làm như sau. Dùng lệnh này đây nhé, dùng lệnh này là say này, xin chào các bạn, xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Các bạn, được chưa? Tôi để cái này vào trước cái lệnh là chạy. Đó, ở đây nhé. Có lúc về thì mèo sẽ nói là tôi là mèo đây. Tôi là mèo đây. Và khi về đến nơi rồi thì mèo sẽ đặt tôi vào giữa đây, vào đây này. Đó. Và khi về cái video đây thì dừng lại, dùng lệnh này. Lệnh say này tôi xóa cái này đi, xóa này. Đấy. Vậy là say rỗng là nó sẽ dừng lại. Đấy. Được chưa? Như vậy là mèo chạy từ trái sang phải. Trong khi chạy sang phải thì nói một câu là xin chào các bạn. Còn khi quay về, tôi là mèo đây. Và khi về đây thì dừng lại. Chị thử gọi xem nhé. Đấy. Đấy, thế không nào? Rồi bây giờ tôi sẽ cái này tôi ghi lại là mèo chạy vào chỗ. Mèo vừa chạy nhé, vừa chào hỏi. Đấy. Các bạn có thể lồng cái âm thanh vào cho nó hay nữa, cái này từ về nhà các bạn làm thêm nhé. Được rồi, thì đó là đây là như vậy, chúng ta thấy là cái ý nghĩa của cái việc là gì, chúng ta dùng cái lệnh là thay đổi liên tục cái lệnh next costume rất quan trọng, trong cái lệnh lúc nó có cái lệnh rất quan trọng là lệnh next costume, lệnh rất quan trọng giúp cho chúng ta là mô tả các nhân vật chúng ta là chuyển động. Nhưng chuyển động thật. Được chưa? Bây giờ tôi làm thêm lệnh khác nhé. Bây giờ tôi dùng cái lệnh là lặp vô hạn. Lặp liên tục và vô hạn lần. Rất là hay luôn. Và để thông báo là gì? Thì đây tôi làm lệnh như sau đây nhé. Đây. Bây giờ tôi làm lệnh khác cho các bạn xem nhé. Như một chương trình menu này. Đây nhé. Con mèo ở đây nhé. Rồi bây giờ tôi làm thử cho các bạn xem này. Đây. Tôi mà đặt nhé, tôi đặt tôi cho mèo chạy cái vòng lặp là vô hạn lần, tôi vào lệnh control chọn lệnh là forever, là như vậy lặp đi lặp vô hạn lần nhé,
và tôi cho mèo nó chạy như này. Tôi dùng cái lệnh là move về phía trước là 10 bước, và dùng cái lệnh là gì, từ từ đã, chưa gì đã chạy rồi. Và sau đó tôi dùng cái lệnh sau đây, dùng cái lệnh là chuyển sang các trang phục tiếp theo. Đây, đây này, đó, đều ở đây nhé. Ban đầu tôi để cho mèo nặn nó chạy ở vị trí 00. Đấy. Và chạy thử nhé này. Đấy. Tới đây nó không điền nữa nhé. Nó không thể vượt quá mà hình nó dừng lại đây nhé. Bây giờ tôi muốn cho nó quay lại tự động làm như sau. Thì ở trong chương trình, trong sát nó có một lệnh rất quan trọng. Lệnh này là lệnh là khi mà chạy mà gặp cạnh thì nó sẽ quay lại, nó xoay lại, xoay ngược trở lại. Lệnh này đây. Lệnh là gì? Lệnh là đây, lệnh này là lệnh này này. Cái lệnh này này. If on edge bounce. Đây là lệnh đặc thù của Scratch rất quan trọng. Nó giúp chúng ta gì? Là khi con mèo mà chạy gặp biên thì nó sẽ bật trở lại. Tôi để vào đây này. Đấy. Thì mèo sẽ chuyển động vô hạn lần, cứ sang phải, sang trái, sang phải, sang trái. Nhé, để cho bạn chạy từ đầu nhé này. Đấy. Chỉ lại có thấy bị ngược không nào? Kệ nó, vì chúng ta đang đặt chế độ cho mèo xoay, mèo có thể xoay là 180 độ cho nên nó bị ngược. Được chưa? Rồi bây giờ tôi làm lại thử nhé. Đây tôi làm tiếp tục cho con mèo, ban đầu không để hướng 90 độ, tôi để hướng này. Ban đầu tôi cho con mèo đây này, bấm vào đây nhé, chọn cái lệnh là gì? Cho con mèo nó đi về cái hướng bất kỳ nào đó không phải 90 độ, cho con mèo nó đi về cái hướng này chẳng hạn. Đó, hướng này nhé. Hướng này nhé. Đây, tôi để vào đây này. Đó. Chúng ta kiểm tra này. Lệnh này. Đấy, thấy không nào? Thì nó bật trở lại theo chế độ là bật gương. Khi mèo mà va chạm mà dùng cái lệnh là bao it on edge bao, thì khi con vật nó va chạm vào cái cạnh của sân khấu, nó sẽ bật trở lại theo chế độ là chế độ bật gương như thế này. Để cho các bạn vẽ lên các bạn xem nhé, là như thế này. Đây, khi mà con vật của chúng ta mà đang chạy với một cái hướng bất kỳ đây, chạy vào đây thì nó sẽ bật trở lại theo góc gương, góc này bằng góc này này. Đấy. Thế đây lại nói nhé. Thế đây nó sẽ bật trở lại như này. Đấy, nó bật trở lại theo cái góc này. Đấy. Có thể nó có thể bật trở lại được, có thể nhé. Thì đó là cái đây là cái lệnh là if on edge nhé. On edge bounce. Bounce, đây là lệnh rất quan trọng này. Là gặp cạnh thì bật trở lại. Để mô tả trong rất nhiều trường hợp rất là hay luôn nhé. Đây này. Đây. Đây như này này, thấy không nào? Vì chúng ta muốn cho con mèo này nó chạy mà nó sẽ khi mà chúng ta bật lại, chúng ta muốn cho nó xoay theo một cái hướng là gì? Hướng ngẫu nhiên cũng làm được không? Làm được nhé. Thì cái lệnh point in direction là lệnh là xoay về hướng bất kỳ cố định, nhưng mà ở trong Scratch nó có một cái lệnh là nó giúp chúng ta là đặt một cái cho phép là đặt ngẫu nhiên các con số. Cái lệnh này lại rất là hay luôn nhé. Đây này. Chúng ta làm như sau. Chúng ta vào cái nhóm lệnh là operator, lệnh này chúng ta học xong rất quan trọng này. Thì có một lệnh rất quan trọng là lệnh này. Đây là cái lệnh là tạo một cái số ngẫu nhiên nằm ở giữa số này và số này. Rất quan trọng. Được chưa? Thì ta làm như sau nhé. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ làm như thế này. Đây. Bây giờ chúng ta muốn là thỉnh thoảng là con mèo này thỉnh thoảng nó lại đổi hướng bất kỳ làm như nào. Đấy. Thì có hai cách. Một cách là chúng ta đưa vào đây. Cũng được, đây tôi đưa vào đây nhé. Chúng ta sẽ đưa vào đây này. Chúng ta sẽ cho con mèo chạy như này. Chúng ta dùng cái lệnh này này. Đây, thay đổi hướng nhé. Và chúng ta đưa đây vào đây. Đó. Như vậy có thấy là như là một cái lệnh mà trả lại giá trị là số, chúng ta có thể đưa vào bên trong cái ô màu trắng. Đấy, cái này là rất hay luôn nhé. Cái ô màu trắng, ô đây này. Đó. Như vậy là mèo sẽ chủ động chọn xoay hướng ngẫu nhiên từ 1 cho đến 90 độ chẳng hạn. Đó là 90 độ, đây, hướng ngẫu nhiên. Và để lúc này luôn ở ngay sau này. Nha. Luôn ở đây này. Đó. Vì khi gặp cạnh thì mèo sẽ đổi hướng ngẫu nhiên luôn. Nhé. Đây, thử các bạn xem. Ồ. Xin lỗi, không phải. Chỗ này hơi khác một chút nhá. Chỗ này là không hay lắm đâu. Thôi được, tôi để ra ngoài thôi. Tôi để sau vậy. Bìa để đây nó xấu quá, nó không đúng ý của tôi. Vẫn để như này nhé, mà tôi để như này hơn, để như này hơn này. Để như này và để hơn này. Đó. Thì đúng hơn.
Nhưng mà như này thì nó chỉ đổi hướng một lần thôi, sau đó thì nó không đổi, nó cứ dừng lại mãi. Bây giờ tôi muốn như sau. Tôi muốn là cứ mèo cứ chạy khoảng 5 giây thì nó đổi hướng một lần. Tôi có làm được không? Làm được nhé. Cứ sau 5 giây thì đổi hướng. Làm được không? Làm được. Thì đây là cái lệnh chúng ta, tôi bỏ thôi các bạn, lệnh đây là lệnh rất quan trọng, lệnh đơn giản thôi nhưng mà đây là con là con là đầu tiên con mèo sẽ chạy trên trình chính nhá. Này. Mèo sẽ di chuyển về hướng 00 này và xoay về hướng bất kỳ ngẫu nhiên. Để chưa lệnh 2. Sau đó mèo vào cái vòng vòng vô hạn ở đây nhé. Bạn lần đây là đi 10 bước. Đi 10 bước là cứ đi mỗi 10 bước lần thì là đổi trang phục. Đóng để mô tả cái vai trò gì là mèo nó là nó là nó ngoại cái chân như là phi hoạt hình. Và góc cạnh thì quay lại đúng rồi. Nhưng mà tôi muốn bổ sung thêm. Đỉnh này thì nó đơn đơn điệu quá, tôi muốn là cái mỗi lần mèo mà gặp cạnh ấy, không phải sữa, bổ sung thêm một cái lệnh là gì? Là cứ sau khoảng 5 giây hay là 10 giây thì mèo đổi hướng một lần. Cho nó hay. Làm cách nào? Cách này nhé, các bạn chú ý nhé. Đây là cách rất đặc biệt nhé. Chúng ta có thể bản thân cái này, một cái này, một cái chương trình này nó là một cái gì? Nó là một cái đoạn chương trình hay là một cái script. Tôi nhắc lại một nhé. Một cái script này này là nó phải nằm ở dưới một cái lệnh sự kiện. Thì bình thường lệnh sự kiện là cái lệnh là gì? Tùy lệnh khác nhau nhưng cái lệnh này là cái lệnh chúng ta khi ta nháy vào cái nút này thì nó sẽ thực hiện. Được chưa? Đó. Thì rất hay của thằng Scratch gì là nó cho phép cho chúng ta trên màn hình này là có thể cho phép chúng ta là có nhiều nhóm lệnh chạy đồng thời với nhau được. Đấy. Rất là hay luôn. Đây là khái niệm là chạy song song của Scratch, một cái lệnh rất là hay, rất đặc thù của Scratch, rất đặc biệt, nó không có ở trong các cái lệnh điều khiển đơn giản đối với lập trình như là lập trình Python và C và C cộng, không có, nó rất là khó thực hiện. Còn trong Scratch rất là dễ. Tôi làm như sau, bây giờ tôi chạy một trình song song với nhau. Trình 1 là cái này, trình 2 là cái này, tôi đưa vào đây. Hai là cái này, song song với nhau nhé, đó, hai song song với nhau nhé. Chính hai này cũng vậy, cũng là một trình chạy mà với vòng lặp là vô hạn lần. Đây. Vẫn là vô hạn lần. Được chưa? Xin lỗi qua cái này nhầm cái này. Vô hạn lần đây. Nhưng mà lần này tôi làm như sau này. Tôi làm như sau này, với lệnh với trình thứ hai này tôi làm như sau là cứ sau 10 giây thì mèo đổi hướng một lần. Đây. Thì sau 1 giây dùng lệnh wait. Lệnh wait là lệnh là nó sẽ dừng lại và đợi sau bao nhiêu giây đó, mà định là 1 giây, tôi để đây là 10 giây. 10 giây. Và sau 10 giây thì mèo sẽ đổi chỗ một lần. Dùng lệnh này, dùng copy lệnh này trong này. Đấy. Mèo sẽ đổi hướng ngẫu nhiên sang một hướng khác. Đó, thấy không nào? Và tôi đưa cái này vào đây. Đấy. Như vậy chúng ta thấy chương trình chúng ta là nó có hai cái nó có hai trình chạy song với nhau nhé. Có thấy không nào? Hai này sẽ cùng chạy. Cái chương trình này là điều khiển mèo chạy liên tục trên màn hình, góc cạnh thì quay lại. Bật theo hướng gương. Còn chương trình này thì như sau, có chức năng là gì, cứ cứ sau 10 giây thì đổi hướng một lần cho con mèo. Hai này chạy đồng thời song song với nhau, rất quan trọng cho bạn xem thử nhé, rất quan trọng luôn đấy. Mà bạn thấy là cứ sau 10 giây nó đổi hướng một lần. Đây, sau 10 giây đổi một lần nhé. Hình này vẫn không đổi hướng nhé, vẫn để nguyên hướng đó. Hiện qua đợi sau 10 giây nó sẽ đổi hướng này. Hình này là chưa đâu. Đấy, đổi hướng chưa? Anh mèo đổi hướng rồi nhé. Đây là đổi hướng một lần rồi đấy. Và sau mới đổi hướng một lần. Vậy làm cho cái trình chạy chúng ta nó rất là phong phú nhé. Rất là phong phú. Đó. Tới đây các bạn sẽ hỏi là làm thế nào mà khi gặp cạnh thì nó meo meo lên, làm được không? Làm được. Nó sang sang bài sau nhé. Hoặc có thể làm luôn cũng được. Thì muốn như mèo lập trình mà gặp cạnh thì kêu lên một tiếng thì chúng ta phải dùng cái lệnh của lệnh cảm biến. Cái này là cái rất hay, cái cảm biến có lẽ buổi sau tôi mới dạy mà tôi nói thêm luôn mà thôi, đợi luôn luôn thôi. Nếu mà gặp cạnh thì kêu meo meo thì như vậy là cái sự kiện mà mèo gặp cạnh ấy, nó làm một cái sự kiện mà nó không phải là do bên ngoài tác động vào, nó nội tại bên trong nó tạo ra, thì người ta gọi đó là các sự kiện cảm biến hay là các lệnh cảm biến. Thì ở trong Scratch ấy, thì cái cảm biến nó là một trong cái tính năng rất là mạnh, là đặc thù rất quan trọng của Scratch, tôi nói sau nhé. Bây giờ tôi theo gọi một lệnh như thế thôi. Tôi sẽ làm một cái lệnh như sau đây này. Tôi sẽ thêm lên một cái lệnh là như sau. Là tôi cho con mèo là như sau, là nếu mà nó gặp cạnh nó kêu lên meo meo một tiếng làm như sau. Tôi thêm lệnh thôi, rất đơn giản, làm như này. Đây cho bạn xem.
thêm lệnh của lệnh cảm biến. Cảm biến sẽ là học sau buổi sau, nhưng bây giờ tôi sẽ nói thêm một chút thôi nha. Đây tôi vào cái sensing là cảm biến. Đây nó có một lệnh sau đây, là cái lệnh là touching. Đây, lệnh này. Touching nó là cái lệnh mà hai đầu nó có nhọn và nó làm sự kiện. Khi nào nó cấp sự kiện thì nó sẽ trả lại những cái lệnh mà hai đầu nó nhọn, là cái lệnh nó trả lại là đúng hoặc là sai. Đấy, đúng hoặc là sai thì tôi nói luôn bây giờ. Đúng sai là cái gì tôi nói luôn bây giờ. Còn bây giờ chúng ta sẽ mô tả tiếp. Này thì chúng ta chọn đây là chọn cái lệnh là gì, bấm vào đây chọn là edge. Như vậy mỗi khi mà con mèo nó chạm phải cái cạnh ấy, nó tạo ra một cảm biến, tức nó trả về là đúng, còn bình thường nó trả về là sai. Và trong SCADA nó có một lệnh là lệnh điều khiển, là lệnh điều khiển là if then. Đây, if then. Nếu mà thỏa mãn đúng thì làm cái này. Tôi đưa cái chọn này vào đây như này. Trong if này nó có một cái lệnh, nó có một cái bên trong nó có biểu thức là đầu nhọn, là biểu thức logic, chúng ta nói sau nhé, đưa vào đây. Đó. Như vậy là nếu mà gặp cạnh đây này, if touching edge, nếu gặp chạm phải cạnh thì mèo kêu meo meo, tôi vào cái lệnh sao và chọn cái lệnh là kêu meo meo ở đây. Đó. Được chưa? Và lệnh này tôi đưa luôn vào đây, đưa luôn vào đây này. Đó. Thì như vậy rất đơn giản thôi, nó làm cho cái trình này là mèo chạy liên tục, gặp cạnh thì bật lại, nhưng mà nếu mà gặp cạnh đồng thời là kêu meo meo luôn. Các bạn làm thử ở đây, tôi chạy thử nhất đây này. Đấy. Thấy chưa? Như vậy là chỉ thêm một lệnh thôi, rất đơn giản thôi. Lệnh if then thôi, nhưng mà nó giúp chúng ta là gì? Chính vì cái lệnh cảm biến này rất quan trọng, chính vì cái cảm biến này rất quan trọng luôn nhé. Đó. Cảm biến là một trong chủ đề, có lẽ là cảm biến là một trong những cái lệnh nó là các lệnh STEM ấy, nó là các lệnh giống như điều khiển robot ấy. Nó giúp chúng ta là điều khiển các nhân vật chúng ta giống như điều khiển robot vậy. Và bây giờ tôi sẽ ghi lại cái trình này là mèo chạy nhé. Mèo chạy ngẫu nhiên gặp cạnh thì kêu meo meo nhé, thì kêu đấy. Được như vậy, chúng ta thêm một chương trình nữa nhé, rất quan trọng. Được rồi. Như vậy tôi vừa mới, tại từ đấy giờ là tôi hôm nay cái buổi đầu tiên mà chúng ta chỉ sức lực như vậy thôi. Bây giờ tôi nói thêm một chút nữa là trước khi sang cái bài sau, dừng lại chúng ta sang bài sau, thì chúng ta cùng nhau làm việc một chút với khái niệm là biến và khái niệm là kiểu dữ liệu ở trong SCADA. Thì ở trong SCADA nó có một cái nhóm lệnh mà nó gọi là variable, là cái lệnh mà tạo biến. Đây này, lệnh tạo biến này. Đấy. Chúng ta tạo biến là biến A chẳng hạn, bấm Enter. Đấy. Tạo biến là biến M chẳng hạn nhé. Tạo biến là name chẳng hạn, tùy chúng ta lựa chọn. Nhưng mà lại biến nhớ là một cái tên dùng để lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ. Giống các ngôn ngữ lập trình khác thì ở trong SCADA cũng vậy. Cho phép chúng ta tạo các cái biến. Biến này là rất quan trọng, thì tôi sẽ mô tả nhanh trước khi chúng ta dùng cái biến này. Đây. Thì ở trong SCADA ấy thì chúng ta được phép tạo biến, rất quan trọng nhé. Khái niệm biến này. Cái biến này dùng là rất nhiều việc, cụ thể là với những cái chương trình mà chúng ta dùng để chúng ta dùng để tính toán ấy thì cần lắm. Tất cả các bài tập liên quan giải toán là cần khái niệm biến, được chưa? Như vậy là biến là cái em nôm na hiểu biến là gì, biến là một cái tên thôi, làm cái tên biến là một cái tên dùng để lưu trữ dữ liệu trên máy tính, dữ liệu trong bộ nhớ nhé, ở trong SCADA nhé. Ở trong SCADA chúng ta chú ý về biến này, thì biến trong bộ trong biến họ cố tình họ làm cái biến này cho gì, để dành cho học sinh mà, cho nên họ không công nghệ lắm, cho phép chúng ta là gọi thoải mái, nhưng mà chú ý chúng ta là không phân biệt chữ hoa chữ thường nhé, phân biệt chữ thường và chữ hoa. Mà hoa. Như vậy là cái biến A và biến A lớn là khác nhau nhé. Đấy. Còn chúng ta gọi biến bằng từ tiếng Việt thoải mái, có dấu cách thoải mái, không phải như các ngôn ngữ lập trình khác nhé. Đấy, như biến là một cái dùng rất quan trọng, dùng để lưu trữ dữ liệu.
Và khi chúng ta nói về biến ấy, chúng ta sẽ nói luôn cái khi ở trong Skype khi chúng ta dùng cái biến ấy, dữ liệu của biến nhé, dữ liệu của biến thì ở trong Skype nó cho phép chúng ta chỉ có hai loại biến dùng để giữ là hai loại dữ liệu thôi, một dữ liệu là số, hai là sâu ký tự. Chúng ta sẽ đọc sau cái này nhé, sâu ký tự, sâu ký tự. Và không cần khai báo và gõ vào là nó tự nó hiểu hết đâu là số, đâu là sâu. Cái này rất hay của Scratch. Vì họ làm cho trẻ con là cho nên người ta không phân biệt chặt chẽ như là các ngôn ngữ lập trình khác, cho nên là một cái biến chúng ta tạo ra chúng ta có thể gán vào đó là số hoặc sâu bất kỳ thoải mái. Và thậm chí nó hiểu lúc này nó hiểu là số, lúc khác nó hiểu là sâu được thoải mái vô tư nhé. Cái này cái rất là hay của khái niệm là biến nhé. Nhưng mà về mà dữ liệu mà nói nhé, và dữ liệu chung của Scratch là như sau. Về mặt dữ liệu của Scratch, trong Scratch thì nó hiểu dữ liệu là mạnh hơn. Nó có 3 loại dữ liệu, một dữ liệu số, 2 dữ liệu là sâu giống như trên thôi, và 3 là dữ liệu là gọi là logic. Logic là cái dữ liệu mà nó chỉ có đúng và sai. Logic là cái dữ liệu mà nó chỉ có hai giá trị thôi là true và false, đúng và sai. Nhưng chỉ có hai loại logic nhé. Thì hiện nay ở trong Scratch nó không cho phép tạo các cái biến là kiểu logic, và đã biến thì chỉ có hai loại số và sâu thôi. Nhưng mà về mặt dữ liệu là nó cho phép chúng ta là xử lý cả đối với logic nữa nhé. Logic nữa. Như tôi vừa nói đấy, vừa nãy tôi vừa tạo ra một cái lệnh cả biến đấy, là cái biến khi nào mà nó chạm phải cái nó làm một cái biến chung của hệ thống, nó kiểu logic đúng và sai. Khi mà có nhân vật mà chạm phải cái cạnh thì nó trở lại là đúng, còn không nó trở về là sai. Đó. Thì như vậy là chúng ta chú ý chuyện này nhé. Rất hay của Scratch thì là chúng ta chú ý nó có lệnh cho đây này. Với biến chúng ta có lệnh đây là chúng ta chú ý nó có hai lệnh rất cơ bản thôi, hai lệnh cơ bản. Một cái lệnh là lệnh set, lệnh gán, đây chính là lệnh gán này. Khi tôi gán A bằng 12, được chưa? Thôi hiểu đây là số. Nhưng đồng thời nó hiểu đây là cái sâu ký tự là 12 nhé. Như vậy là đối với Scratch thì sâu ký tự có chữ là 12 đồng nhất với số 12. Còn khi mà tôi viết đây là viết vào đây là Hà Nội thì nó là sâu hoàn toàn, nó không phải là số nữa. Như vậy là một cái biến này có thể là khả gán là gán là sâu, có thể gán là số. Được chưa? Nhưng mà nó không thể gán là đúng hay là sai, vì nó không ở trong cái biến ở trong Scratch nó chỉ là số và sâu thôi nhé. Đó, đây là lệnh gán này. Còn đây là lệnh thay đổi này. Thay đổi này, tức là nó là thay đổi, ví dụ là A trên A bằng A cộng 1 chính là A bằng A cộng 1. Được chưa? Đây nó có lệnh là set và trên nhá, đây này. Thì nó tương lệnh này. Ở trong lệnh set nhé. Khi vào cái biến lệnh set này. Set A nhé. Set A to đúng không? Và trên A by set A to, set A to value. Lệnh này là tương với lệnh là trong lập ngữ lập trình khác tương với lệnh là A bằng value, là gán, để lệnh gán. Còn lệnh change A by 1 thì nó tương đương với lại là A bằng A cộng 1. Đấy, tương đương. Là thế A cộng 1 tôi gắn lại vào A luôn. Đấy, chúng ta chú ý hai lệnh. Đối với biến chỉ có hai lệnh thôi. Hai lệnh thôi. Được chưa? Đó. Thì bây giờ tôi sẽ nói các bạn cái lệnh sau đây này. Cái lệnh chúng ta nhập từ bàn phím một cái số làm như nào nhé. Đấy, và sau chúng ta có thể đưa ra màn hình ra làm sao. Bây giờ tôi làm bài tập như sau này. Nhập từ bàn phím một số A, sau chúng ta một số N đi, sau chúng ta tính tổng từ 1 đến N và chúng ta in ra màn hình. Lệnh một bài tập rất đơn giản về số nhé. Đây, bài tập như sau này. Bài tập là như sau là nhập số N từ bàn phím, đúng không? Từ bàn phím. Rồi, sau đó là tính tổng. Tính tổng. S thì bằng 1 cộng 12 cộng với N và đưa ra màn hình. Đưa ra màn hình.
Đó. Thì cái này, cái phần này, cái này chị cái này chính là input. Vào input n. Đây là phần yêu cầu bài tập, đây là phần tính toán. Và đây là cái phần là output ra ngoài. Output là S gì? Được chưa? Thì tôi sẽ mô tả ngay cái bài tập này nhé. Một bài tập rất đơn giản thôi. Hôm nay là cái buổi đầu tiên mà tôi không không tôi không đi sâu vào cái buổi sau tôi nó kỹ hơn. Không, cái phần này phải sang phần sau nữa. Tôi chỉ nói thêm một chút về phần này thôi. Rồi tôi làm như sau nhé. Đây, bây giờ tôi sẽ phần này tôi ghi rồi hay sao nhỉ? Đúng không? Vì tôi new cái trình mới đây. Đây nhá. Tôi tạo một cái biến là n dùng để nhập dữ liệu từ bàn phím. N đây nhá. Vào đây này. Đây là lệnh tạo một cái biến mới này, bỏ chữ n này nhé. Và biến thứ hai là cái biến là cái biến s gì? Cái biến s gì? Và biến thứ ba là cái biến dùng để chạy. Tôi gọi nó là biến k nhé, biến k. Đấy. Biến k dùng để biến chạy. Thì làm như sau, tôi ra cho bạn xem nhé. Đây, nhập toàn phím vào nhé. Đây. Chúng ta lệnh nhập số toàn phím chúng ta vào cái nhóm lệnh là sensing và như vậy là cảm biến lệnh này này. Lệnh này lệnh là con mèo nó sẽ hỏi người sử dụng là nhập toàn phím một số và kết quả người dùng nhập vào nó sẽ đưa vào cái biến này. Đây. Ví dụ là nhập số tự nhiên n. Chạy thử nhé, chạy thử này. Nên ra cái này này. Nó ra cái màn hình này và đây có một cái dòng chữ để ta nhập vào. Tôi gọi là 13 chẳng hạn, nó enter. Khi enter thì chương trình nó sẽ lưu vào cái biến answer này. Answer là một cái biến nhé, biến tổng thể. Chúng ta có thể bấm lên cho hiện answer này. Đấy, answer là như này này, bấm lên này. Này. Answer là 13 này. Thấy không nào? Đó. Đây là nút để hiện trên màn hình nhé. Đấy, answer là 13 này. Bây giờ làm như sau. Tôi vào cái lệnh là variable, tôi vào cái lệnh là set lệnh gán này. Cũng đây là chọn n. Mẹ n chọn là answer. Nhưng mà đây là lệnh gán answer cho n. Mà đây là hai lệnh này, chính là cái lệnh, đây là hai lệnh, chính là nhập số tự nhiên từ bàn phím này, nhập số n ở đây, lệnh này đây. Được chưa? Đây chính là lệnh nhập từ bàn phím một số. Chúng ta có thể làm mở rộng ra nhập hai số, ba số tùy ý. Mỗi số như vậy là một cái biến là phải tạo ra. Bây giờ tôi sẽ tính tổng này. Nhưng mà đây chính là cái phần này, đây là chính cái phần mà gọi là gì? Đây chính là cái phần là input n. Mình tôi nhập tính tổng của nó như này nhé. Tôi làm như sau này. Và như sau rất đơn giản thôi. Đầu tiên gắn s bằng 0 và tôi cho k chạy từ 1 đến n và mỗi k như vậy tôi tăng s lên k lần và đưa ra màn hình. Đấy. Thì mình tôi mô tả như sau cho các bạn xem, những mô tả như này. Tôi mô tả bằng cái lệnh để chúng ta hình dung nhé. Đây này, gọi thuật toán này, đây là input nhé, input này, n này, tôi đặt s thì bằng 0, tôi đặt k bằng 1 nhé, và tôi dùng lệnh lặp, đúng không nào? Tôi dùng cái lệnh là repeat đúng n lần, chưa? Với một lệnh như vậy, tôi tăng S lên K, S bằng S cộng K. Và tôi tăng K lên một đơn vị. Đấy, thì sau cái lệnh repeat này, thì là S chính chính là bằng tổng từ 1 đến N. Và sau đó tôi đưa ra ngoài, tôi output ra ngoài. Output S. Thì đây chỉ là cái thuật toán này. Đấy, người ta gọi đây chính là cái thuật toán, hay là cái lời giải bằng viết bằng chữ, không phải bằng chương trình, để mô tả cái chương trình đó. Đây là cái chương trình rất đơn giản nhé. Thì cái đoạn này, cái phần này này, tôi gọi là cái mã giả. Cái này tôi nói kỹ hơn ở cái phần sau, ở phần sau cùng nhé. Mã giả hay tiếng Anh nó gọi là pseudo code. Đấy. Với học sinh mà cần giải toán ấy thì cần mô tả bằng mã giả là đủ, thậm chí không cần lập chương trình. Đấy, là cũng nhìn vào đây là cũng hiểu rồi. Bây giờ tôi sẽ lập trình nhé. Đây, ở đây nhé, đều ở đây nhé. Rồi tôi đặt S bằng 0. Đặt S đây. S này, để bằng 0 nhé. Sau tôi đặt là K bằng 1. Được chưa? Sau tôi vào cái lệnh là, vào lệnh điều khiển, tôi gọi cái lệnh là lặp đúng N lần. Lặp này,
lặp n lần này. Tôi vào cái bến này tôi gọi cái n này ra, lặp n lần. Vì mỗi gặp đúng một lặp này tôi tăng s lên, tôi chuyên s, tăng s lên k đơn, k đơn vị, tăng s tôi có chọn cái đưa k này ra nhé. Đấy, tôi đưa vào đây. Đấy, ô này tôi đưa vào đây này, tăng s by k. Đó, đây này này, đây này chính là lệnh này, chính là lệnh này, chính là s s cộng k đây này, đó nhé. Và bây giờ tôi tiếp theo tôi dùng cái lệnh là gì, là k bằng k cộng 1. Tôi dùng lệnh này, dùng cái lệnh là trên k by 1 này, trên k by 1. Đó. Thì sau lệnh này thì là cái s thì chính là tổng của các từ 1 đến n. Mà sau đó tôi sẽ dùng lệnh này, tôi đưa nó ra. Đấy. Tôi đưa cái s ra. Được chưa? Đó, thì đây là cái chương trình là gì? Là chạy thử nhé. Này. Nhập vào số 10 chẳng hạn, enter thì nó ra là 55. Vậy 55 là tổng từ 1 đến n. Tôi gọi tôi vào tiếp tập nhập một số nhiều, nhập một số là 102 chẳng hạn. Đầu ra này là 5253. Đây là một chương trình giải toán rất đơn giản nhé, đơn giản, sử dụng một số lệnh cơ bản của Scratch mà chúng ta có thể, đây chính là đầu vào, đây chính là đầu ra. Hãy thấy không nào, mình tôi ghi cái này ra là cái bài toán tính tổng n số đầu tiên. Để các bạn thấy không nào, nhưng mà chứ đề chứ cái bài mà cái bài dạng này là cái bài rất dễ chấm, tập rất nhanh, cho nên là chính là cái hội đồng thi tin học trẻ họ chỉ thích cái bài trên này thôi, mà họ đề nghị là không ra đề bằng những cái bài về mà làm phần mềm tương tác nữa, mà chuyển hết sang cái bài dạng như thế này. Nhưng mà tôi hồi đấy tôi cái năm ấy tôi không thích lắm cái hướng này, nhưng tôi sau đó thôi tôi không làm nữa nhé. Thì đây là bài đơn giản thì dễ, còn nhiều bài rất là khó nhé. Thôi được rồi, hôm nay là buổi đầu tiên như vậy nhé. Chúng ta làm quen với sân khấu rất đơn giản thôi, làm quen với nhân vật, khái niệm là các tọa độ của màn hình, tọa độ của sân khấu, rồi là khái niệm là âm thanh của nhân vật, trang phục của nhân vật, rồi cách chúng ta điều khiển đơn giản bằng các lệnh move, rồi là cái lệnh mà lặp ở trên màn hình, dùng cái lệnh next cut zoom để chúng ta mô tả cái chuyển động của nhân vật. Và phần cuối chúng ta làm quen một lệnh đơn giản của cảm biến rất đơn giản. Và sau cùng là khái niệm biến, khái niệm là kiểu dữ liệu của Scratch, và làm một cái bài rất đơn giản, nhập từ bàn phím một cái số và tính tổng từ 1 đến n dưới cái dạng đôi lần. Đây là một bài tập mà đơn giản dưới cái dạng hoàn toàn là gọi là dạng giải toán đấy, và cũng mô tả cho các bạn luôn cái cách chúng ta viết một cái chương trình. Có thể đây là một chương trình của bằng Scratch, còn đây là chúng ta mô tả các thuật toán để giải cái bài toán đó. Bài này thì đơn giản thì dễ, nhưng mà có rất nhiều bài là khó. Đa số những cái bài thi tin học trẻ đều được rất khó cả. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhá. Tôi sẽ gửi cho các bạn bài tập sau nhá. Dạ vâng, chào thầy ạ. Chào các bạn. Cảm ơn thầy ạ. Chào thầy.